Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện, tiêu tiền dễ dàng kiếm tiền khó à. a. Vô Tình thở dài, không nói nàng Minh trên đường tiền, nàng hiện tại tổng cộng cũng liền thừa 500 nhiều bất quá nghĩ đến trong thị trấn phòng ở vô tình trong lòng nhiều ít có chút an ủi vô tình cổng sọt hướng tới sau núi đi đến đi ngang qua cánh rừng thời điểm nàng trừng lớn đôi mắt từ lan trân đã cùng trương kế đông ở bên nhau như vậy bác quá sự tình vô tình nơi nào có thể không có nhìn trộm vài lần nàng ngừng bước chân tìm viên đại thụ che đậy thân mình dựng lỗ tai trừng mắt bắt đầu xem diễn thẳng thấy từ lan trân từ trong túi móc ra một xấp tiền đưa cho trương kế đông kế đông ca này tiền ngươi cầm đi Trương Gia Gia hiện giờ sinh bệnh ta biết ngươi yêu cầu tiền, không đủ ngươi lại cùng ta nói. Trương Kế Đông nhìn nhiều như vậy tiền, vẻ mặt khiếp sợ, này ít nhất phải có 10 đồng tiền. Từ tiểu đang trong nhà tình huống hắn biết, nàng mẹ càng là cái kỳ ba, không có khả năng cho nàng nhiều như vậy tiền. Hắn đầy mặt nghi hoặc, tiểu đang, này tiền không phải là ngươi trộn đi. Từ Lan Trân vội vàng lắc đầu, không phải, đây là ta chính mình kiếm tiền, bất quá ta ba mẹ không biết. Ngươi kêu ta Lan Trân đi, đây là ta đại danh. Nàng vẽ mặt ngượng ngùng nói, trương kế đông nhìn từ Lan Trân biểu tình, lập tức đoán được nàng tâm tư. Phía trước từ Xuân Mai nhìn hắn thời điểm cũng là như vậy thẹn thùng, nghĩ vậy trương kế đông không khỏi có chút kiêu ngạo, sờ sờ chính mình khuôn mặt. Hắn ba cho hắn hảo gian thật đúng là chính là hảo A, nhìn từ Lan Trân trong tay tiền, trương kế đông có chút tâm động, hắn tiếp nhận tiền chỉ từ bên trong cầm đi 5 đồng tiền, còn thừa hắn trả lại cho từ Lan Trân còn thừa ngươi cầm đi, ta không dùng được nhiều như vậy. Trương Kế Đông nói, từ Lan Trân biết hắn tình cảnh, không chịu muốn này 10 đồng tiền, ta không cần, chính ngươi cầm dùng, ta trong tay còn có tiền đâu. Trương Kế Đông đôi mắt đỏ hồng, Lan Trân cảm ơn ngươi, ta về sau khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Từ Lan Trân há miệng thở dốc, cuối cùng áp xuống trong lòng xúc động, hiện tại còn không phải thời điểm, mới vừa gặp mặt liền thổ lộ khẳng định không tốt, vạn nhất làm sợ kế đông liền không thỏa đáng. Hơn nữa nàng còn không hiểu biết trương kế đông có thích hay không tuyết hoa đâu. Nếu là thích nàng hiện tại thổ lộ chỉ biết chặt đứt nàng cùng kế đông lui tới. Kế đông, không có việc gì, chúng ta đều là bằng hữu, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là. Từ Lan Trân vẽ mặt chính xác, trương kế đông nghe xong lời này nhíu mày, chẳng lẽ hắn tưởng sai rồi, từ Lan Trân chỉ là tưởng trợ giúp hắn, nhìn trước mắt cô nương, cùng từ Xuân Mai tương đối, kia đã có thể hảo quá nhiều so từ Xuân Mai lớn lên đẹp, bộ dáng tuấn, lại còn có hào phóng. Từ Xuân Mai tuy rằng cũng trợ giúp hắn, nhưng mỗi lần chỉ cấp năm mau một khối, có đôi khi lấy mấy cái bánh bao, đâu giống từ Lan Trân vừa ra tay chính là 10 đồng tiền. Điểm này làm trương kế đông càng vì tâm động, cái nào nam không thích phú bà, ân, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, chờ ta về sau có tiền khẳng định sẽ gấp bội còn cho ngươi. Trương kế đông vẻ mặt cảm kích, từ lan trân gật gật đầu, chuẩn bị rời đi vô tình thấy thế vội vàng cổng sọc vội vàng rời đi trương kế đông đem từ lan trân tiễn đi sau lại lần nữa đi trong rừng vô tình vẻ mặt nghi hoặc ai biết không bao lâu từ xuân mai liền xuất hiện nàng rón ra rón rén cầm hai cái trứng gà chạy vào trong rừng nhìn đến trương kế đông nàng vẻ mặt vui mừng kế đông ta cho ngươi cầm trứng gà ngươi chạy nhanh ăn đi trương kế đông nhìn đến trứng gà thanh lãnh khuôn mặt không có một tia vui sướng hiện giờ trên tay hắn có 10 đồng tiền hai cái trứng gà đã không bỏ ở trong mắt một cái trứng gà mới vài phần tiền mười đồng tiền có thể mua một đống lớn hơn nữa từ xuân mai có chút nhật tử chưa cho hắn tiền trương kế đông trong lòng có chút không thoải mái lấy quán người khác cấp tiền đột nhiên không có tiền cầm hắn trong lòng mất mát thực ý thức được ý nghĩ của chính mình khi trương kế đông trong lòng tức khắc một trận tự trách hắn cúi đầu nhìn từ xuân mai khóe miệng cong cong xuân mai cảm ơn ngươi bất quá nhà ngươi nhật tử cũng không phải là thực thoải mái này trứng gà chính ngươi cầm ăn đi, ta sẽ không ăn. Từ Xuân Mai trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới hắn thế nhưng trong lòng nhớ thương chính mình, nhìn nhìn trứng gà nàng trực tiếp nhét vào trương kế đông trong lòng ngực, kế đông ca ngươi ăn, ta ăn không ăn đều được. Càng là như vậy trương kế đông liền càng là tự trách, nhưng tâm lý nhìn từ Xuân Mai đầy mặt mặt rỗ, hắn là thật sự không động đậy cảm tình. Xuân Mai, ta còn muốn xem ông nội của ta, liền đi về trước. Trương Kế Đông nói xong chạy trối chết, từ Xuân Mai còn có chuyện tưởng nói, nhìn đến Trương Kế Đông chạy đi, trong lòng có chút mất mát, vô tình ngốc lăng ở, nàng ăn dưa, ăn cái đại dưa, giống nhau nam chủ không đều là trung thành thực, đối với nữ chủ trung thành và tận tâm, như thế nào Trương Kế Đông bộ dáng này như là ai đến cũng không cự tuyệt a, à. vẫn là thuyết thư trung che giấu rất nhiều, vô tình nhìn lâu như vậy diễn, lãng phí không ít thời gian, cổng sọc vội vàng lên núi, lần này nàng thẳng đến núi sâu nội, ở hệ thống chỉ huy hạ một buổi sáng nàng liền đào không ít hoang dại nấm này đó nấm nàng không ở thương thành bán ra mà là phóng tới thương thành trong không gian bảo tồn nàng buổi sáng xem diễn chậm trễ thời gian lâu đi vào sơn nội một giờ thời gian liền đến giữa trưa vô tình nhìn nhìn bốn phía không có người nàng mới từ thương thành mua một chén lẩu cây ra tới lại bỏ thêm một lọ sữa chua nàng tìm cái thạch đôn nằm sấp xuống liền bắt đầu ăn cơm trưa kỳ thật hiện tại nhật tử cũng khá tốt có hệ thống nàng cảm giác nàng hiện tại nhật tử so ở thế kỷ 21 đều phải hảo, dù sao nàng không cha không mẹ cô nhi một cái, ở bên kia cũng không có gì vướng bận, đi vào này trực tiếp có hài tử, cũng không cần nàng sinh, càng thêm quan trọng là không có lão bản cả ngày áp bức nàng, cơm trưa ăn xong, vô tình đem cuối cùng một ngụm sữa chua uống sạch, đánh cái no cách, nàng thoải mái cực kỳ, thương thành nội mua đồ vật, ăn xong rồi rác rưởi hệ thống trực tiếp cấp mang đi, điểm này vô tình thực vừa lòng không cần nàng nghĩ cách tiêu trừ rác rưởi dựa vào đại thụ nghỉ ngơi một hồi vô tình đứng dậy tiếp tục bắt đầu làm việc kiểm tra đo lường đến gà rừng đàn khoảng cách ký chủ 200 mét chỗ vô tình sắc mặt vui vẻ lập tức từ thương thành mua mua một bao mê dược lần này nàng mua sắm thời điểm phát hiện dược phía dưới có một hàng bản thuyết minh nàng tò mò nhìn thoáng qua mới biết được chính mình phía trước quá lãng phí này thuốc bột là có thể gia nhập phun bình bên trong gia nhập nước trong diêu lăng lộn dùng Xem xong rồi bản thuyết minh, nàng lại mua một cái phun bình, vừa vặn này phụ cận có sông nhỏ thủy, nàng cầm cái chai rót một lọ nước trong, tiếp theo dựa theo tỷ lệ đem thuốc bột ngã vào cái chai một nửa, còn thừa thuốc bột nàng cấp chứa đựng tới rồi không gian nội, đem cái chai lay động đều đều, vô tình hướng tới hệ thống chỉ huy gà rừng đàn đi đến, nàng thật cẩn thận đi đến một cái bụi cỏ trung, liền nhìn đến một đống gà rừng, không sai biệt lắm mười mấy chỉ bộ dáng, nhìn gà rừng đàn, nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua, cầm phun sương chính là một hồi loạn phun, gà rừng đã chịu kinh hách, huy động cánh liền bay lên, vô tình nhìn đến gà rừng bay lên trong lòng chính là sốt ruột, này gì ngoạn ý, trộn lẫn thủy không hảo sử, gà rừng sao còn bay lên tới, không đợi nàng tìm hệ thống lý luận đi, bay lên tới gà rừng kích động vài cái cánh liền rớt xuống dưới, vô tình nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn một cái tiếp theo một cái rơi xuống gà rừng, miệng nàng đều phải cười oai, một. 2, 3, 8, 9, nhiều như vậy. Vô tình trên mặt tươi cười liền đoạn không được, đem gà rừng toàn bộ thu vào thương thành không gian, vô tình cầm nàng tính chất đặc biệt phun dược khắp nơi đi bộ lên, núi sâu không chỉ có rau dại nấm nhiều, giả vật cũng nhiều, vô tình còn chưa đi vài bước, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, kiểm tra đo lường đến lợn rừng. Không phải là tình cao hứng, thanh âm lại lần nữa vang lên, kiểm tra đo lường đến phụ cận có bầy sói, thỉnh ký chủ chú ý an toàn bầy sói vô tình trong lòng lột bột một chút này ngoạn ý chính là hung ác thực nàng cũng không dám trêu chọc nàng nghe hệ thống thanh âm sợ tới mức không dám chạy loạn thật cẩn thận hướng bầy sói bên kia thoát đi ký chủ nguy hiểm ký chủ nguy hiểm bầy sói đã dựa vô tình nghe được hệ thống thanh âm cất bước liền chạy nhưng hai chân không để bốn chân bầy sói càng ngày càng gần nhìn nhìn chung quanh vô tình trực tiếp đem sọc thu được thương thành Nhìn một bên đại thúc, nàng bế lên thụ côn liền hướng tới trên cây bò đi, còn hảo nàng khi còn nhỏ trảo biết thời điểm bò quá thụ, tuy rằng này phúc thân mình số tuổi có chút lớn, nhưng không ngại ngại vô tình tìm lực bùng nổ a, à. nghe hệ thống sốt ruột thanh âm, nàng cọ, cọ 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 ôm đại thúc liền bò đi lên, mới vừa bò đến thụ trung tâm chỗ, vô tình liền nhìn đến hai chỉ lợn rừng hướng tới bên này chạy tới, không đợi xem cẩn thận, đột nhiên mấy chỉ giả lan vọt ra, trực tiếp vi phát ở lợn rừng trên người. Giả lan hàm răng sắc bén, một ngụm đi xuống trực tiếp cắn vào lợn rừng trong cơ thể, máu tươi nháy mắt phun tới, lợn rừng ăn đau một trống, trực tiếp đem trên người giả lan cấp quan đi xuống, giả lan bị ném phiên mấy cái lăn, đứng lên sau đề phòng nhìn lợn rừng, lợn rừng trợn tròn đôi mắt nhìn chung quanh giả lan, vô tình bò ở trên cây xem nội tâm mênh mông, chờ mong giả lan cùng lợn rừng có thể lưỡng bại câu thương, như vậy nàng là có thể nhặt cái lậu, một vòng đánh nhau kết thúc, hai người xem như đánh cái ngang tay giả lan làm thành một vòng tròn, đem lợn rừng vây quanh ở bên trong, hai cái lợn rừng dựa lưng vào nhau thời khắc chuẩn bị phòng thủ, đột nhiên vẫn luôn giả lan trực tiếp nhảy nhảy tới lợn rừng trên người, bồn máu miệng rộng trực tiếp cắn ở lợn rừng trên người, lợn rừng oanh một chút đánh vào trên cây, liền đem giả lan đâm một cái đi, một cái khác lợn rừng không ở phòng thủ, phe phẩy to mộng thân mình hướng tới giả lan đánh tới, giả lan trực tiếp bị đâm mấy mét xa, thân mình đồng một thân đánh vào trên cây, nháy mắt huyết nhục mơ hồ không có hô hấp, bầy sói nhìn đến đồng bạn nháy mắt không có, đáy mắt hiện lên kinh hoảng, bất quá càng có rất nhiều cuồng bạo, nhìn lợn rừng, bầy sói đồng thời tiến công, khi hình ảnh nhìn liền huyết tinh thực, vô tình liền ghé vào trên cây cẩn thận mà nhìn, cuối cùng lợn rừng không thấp giả lan, ngã xuống trên mặt đất, giả lan cũng liền thừa hai chỉ, nhìn trên mặt đất các đồng bạn, hai chỉ giả lan vương đầu lưỡi liếm liếm rời khỏi người biên gần nhất thi thể, phát ra nghẹn ngào thanh âm vô tình thừa dịp này công phu thật cẩn thận bò hạ thụ, mới vừa đi xuống, giả lan cảnh giác liền phát hiện vô tình, vô tình hướng tới hai chỉ giả lan cười hắc hắc, trực tiếp lấy ra phun bình, hướng tới phi phát mà đến giả lan trực tiếp phun đi, giả lan nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, ai, này một chuyến không đến không, lại là được mùa. Vô tình cười ngâm ngâm đi qua, lấy ra chủy thủ hướng tới giả lan cổ thọc đi, nhìn giả lan trong cổ chảy ra máu tươi nàng mới đem ngầm hai chỉ giả lan thu ở không gian nội, đi nhanh hướng tới còn thừa giả thú bên cạnh đi đến, sợ bị người khác nhặt của hời mang đi, nàng đem trên mặt đất giả thú toàn bộ nhất nhất thu được không gian nội, núi sâu vốn dĩ liền ám, hiện giờ đã là buổi chiều, bên trong liền có vẻ càng âm u, vô tình đem sọc thả ra, cổng liền ra núi sâu, nàng xuống núi thời điểm cố ý ở trên người đồ không ít máu tươi, lúc này mới vội vã chạy đi xuống, nàng thẳng đến trong đất chạy tới, tới rồi trước mặt cấp hoang mang rối loạn hô, hiếu nghĩa, hiếu nhân, hiếu minh, chạy nhanh theo ta đi. Kêu lên ngươi gia gia cùng ngươi tiểu thúc cùng nhau. Từ hiếu nghĩa gật đầu, hướng tới từ lão đầu đi đến, từ hiếu nhân chạy đến vô tình bên cạnh, nhìn đến nàng một thân máu tươi, sốt ruột nói, mẹ, ngươi này sao hồi sự, nơi nào thương tới rồi. Không, là lợn rừng cùng giả lan máu tươi. Vô tình nhỏ giọng nói, từ hiếu minh lại là kinh ngạc hô, Mẹ, ngươi sao lại đi núi sâu, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện chúng ta mấy cái làm sao? Vô tình vội vàng cười cười, chụp hạ Hiếu Minh bả vai, ngươi yên tâm, ngươi ba bảo hộ ta đâu, không có việc gì. Từ Hiếu Minh có chút hồ nghi, hắn muội tử tin tưởng hắn ba vẫn luôn ở, hắn là không tin, người này đã chết đều đã chết, nào có quỷ hồn nói đến, đều là gạt người, bất quá mẹ nó này tiểu thân thể, có thể đánh chết lợn rừng không ai trợ giúp hắn là không tin nên sẽ không hắn ba thật sự ở đi từ lão đầu bị từ hiếu nghĩa hô lại đây nhìn đến lão nhị gia một thân máu tươi hắn lập tức đã biết sao lại thế này trong lòng tức khắc có chút không cao hứng này lão nhị gia sẽ không lại độ sâu sơn đi đây là không đem chính mình mệnh đương hồi sự dọc theo đường đi từ lão đầu đều nhíu chặt mày chờ đến xuống núi thời điểm một hai phải làm lão bà tử hảo hảo nói một chút lão nhị gia lên núi thượng tiến vào núi sâu vô tình liền đem người cấp phân tán khai, chỉ chỉ chung quanh nói, ba, tam đệ, các ngươi ở gần đây tìm xem xem, vị trí lại có điểm nhớ không rõ, bất quá liền ở chung quanh. Hiếu nghĩa, hiếu nhân, hiếu minh, các ngươi cũng tìm cẩn thận điểm. Vô tình nói xong, thừa dịp mấy người không chú ý liền chạy đi rồi, tìm được một cái ẩn nấp địa phương, vô tình đem giả thú toàn bộ phóng ra, nàng lại đem chung quanh lộng rối loạn một ít, nhìn giống như là đánh nhau quá bộ dáng, nàng hô lớn ba tam đệ hiếu nghĩa tại đây đâu từ lão đầu nghe được thanh âm nhìn mắt nhi tử vội vã nói chạy nhanh qua đi từ thừa đức gật đầu ma lưu chạy qua đi từ gia tam huynh đệ cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi từ thừa đức đến thời điểm trực tiếp mắt choáng váng chỉ vào trên mặt đất một đống giả thú nói nhị nhị tẩu đây đều là ngươi đánh vô tình cười hắc hắc chạy nhanh lắc đầu ta nào có lớn như vậy năng lực ta chính là trùng hợp nhìn đến chúng nó đánh nhau, nhặt cái lậu. Từ hiếu nghĩa khờ khạo cười, ta mẹ không lợi hại như vậy. Lời này nói, vô tình tưởng trợn trắng mắt, nàng còn lấy chủy thủ thọc đã chết hai chỉ giả lan đâu, nhiều như vậy, muốn phân vài lần vận đi xuống, trước dọn đến núi sâu bên ngoài, nơi này quá nguy hiểm. Từ lão đầu nói, từ thừa đức mấy người gật đầu, duỗi tay liền bắt đầu quá con mồi, hai đầu đánh lợn rừng, tám đầu giả lan, mấy người phân ba lần mới cho kéo ra ngoài xong, tới rồi núi sâu ngoại, vô tình lưu trữ xem con mồi, còn lại người dọn con mồi hạ sơn, lần này lợn rừng lớn hơn nữa, một con liền phải có 400 cân, mấy người cùng nhau nâng mới ngẩng lên một con lợn rừng, từ lão đầu số tuổi lớn, liền không tham dự nâng lợn rừng, hắn đi đến giả lan bên cạnh, một bàn tay sách lên một con giả lan, nhìn đến giả lan trên cổ miệng vết thương, từ lão đầu trong lòng một đốn, này thấy thế nào đều như là dùng đao trát đến hắn nhìn nhìn vu tình đáy mắt có chút phức tạp ông hai chỉ giả lan hạ sơn từ thừa đức mấy người nâng lợn rừng hạ sơn đang ở trong đất làm việc người thấy như vậy một màn sôi nổi vẻ mặt ghen ghét thừa đức ngươi nhị tẩu lại đánh tới lợn rừng nàng một nữ nhân gia sao lợi hại như vậy này lợn rừng đều có thể đánh chết không ít người trong lòng có hoặc cảm thấy này lợn rừng khẳng định không phải vô tình đánh từ thừa đức cười cười ta tẩu tử vận khí tốt nhìn đến lợn rừng cùng giả lan đánh nhau Lưỡng bại câu thương nhặt cái lậu Thừa đức ngươi liền nói bừa đi Lần trước là lợn rừng chính mình té xỉu Lần này lại là nhặt của hời Nàng vu tình sao liền may mắn như vậy khí đâu Chính là Bọn im sao liền không này vận khí Thừa đức ngươi liền thấy ngươi tẩu tử Giấu giếm đi Từ thừa đức không nghe hiểu Ta giấu giếm gì Ngươi giấu giếm gì chính ngươi trong lòng rõ ràng Đại nương Lời này ngươi cần thiết cho ta nói rõ ràng ta cũng muốn biết ta giấu giếm gì. từ thừa đất sắc mặt có chút không hảo. khi đại nương đầy mặt ghét bỏ, hướng tới trên mặt đất phun ra nước bọt. người giấu giếm gì? người giấu giếm người tẩu tử nhân tình, muốn ta xem vu tình đánh lợn rừng, khẳng định là cái nào giả nam nhân cho nàng đánh, liền nàng một nữ nhân, từ đâu ra bản lĩnh đánh tới lợn rừng? này không phải gạt người là gì? chính là, ta cũng thường xuyên đi trên núi, cũng không nhặt được lợn rừng a một nữ nhân nói thầm nói thả ngươi nương chó má nhà của chúng ta lão nhị tức phụ vận khí chính là hảo bằng không cũng không thể cho chúng ta gia sinh ba cái tôn tử từ lão thái nghe được người khác nói nàng con dâu tức khắc bực từ tẩu tử ngươi ý gì đại nương đầy mặt đen nhánh các nàng người nhà đinh không vượng nàng ba cái khuê nữ một cái nghi tử một cái nghi tử cưới cái tức phụ lại cho nàng sinh ba cái cháu gái từ lão thái lời này rõ ràng là mắng chính mình a à. Ta ý gì, mặt chữ thượng ý tứ. Từ lão thái rầm rì nói, đại nương sắc mặt tối sầm, từ thừa đức đi theo mở miệng, có chút người chính là ăn không được quả nho nói quả nho toan, các ngươi chính là ghen ghét ta tẩu tử. Chính là, không kia hảo mệnh còn ghen ghét ta tẩu tử, không biết xấu hổ. Tôn Tố Phân nói xong nhìn về phía từ lão thái, mẹ, lần này lợn rừng thịt chúng ta chính mình cầm đi trấn trên bán, không đến cho bọn hắn chiếm tiện nghi chúng ta còn không lấy lòng, thật là mặt rất lớn. Lời này vừa ra, đại gia hỏa sắc mặt như là điều sắc tề giống nhau thay đổi thất thường, từ đại ngưu không biết từ gì địa phương đứng dậy, nói, ta tin tưởng là vô tình chính mình nhặt, nàng nam nhân bảo hộ nàng, nói không chừng chính là nàng nam nhân cấp lợn rừng. Từ đại ngưu, ngươi thật sự nhìn đến nàng nam nhân. Có cái nam tử tò mò hỏi, từ đại ngưu vẻ mặt ngưng trọng, ta thấy được, hắn truyền ta suốt hai ngày, nếu không phải ta đi cấp vu tình muội tử xin lỗi, ta phỏng chừng ta đều bị từ thừa duyên mang đi. Nhắc tới cái này từ đại ngưu lại có chút sợ hãi, từ lão đầu không biết khi nào đứng ở từ thừa đức trước người, chỉ chỉ lợn rừng trên người thương nói, các ngươi không tin có thể nhìn xem lợn rừng trên người miệng vết thương, đây là giả lan cấp cắn, còn có này chỉ giả lan, bị đâm thân thể đều biến hình, khẳng định là đã chịu nghiêm trọng va chạm dẫn tới, các ngươi chính mình xem từ lão đầu nói đem kia chỉ huyết nhục mơ hồ giả lan cử lên, từ kiến quốc đi qua, nhìn thoáng qua, hướng tới đại gia nói, lợn rừng trên người có giả lan trảo ấn, còn có bị hàm răng cắn xuyên miệng vết thương, này lợn rừng chính là bị giả lan cắn chết, đều chạy nhanh làm việc, cái nào còn dám nói lung tung đầu lưỡi, nay cái liền công tác phiên lượng. Đội trưởng một mở lời, lại có người ê ẩm, cũng không dám nói gì, từ lão đầu hướng tới từ kiến quốc cười cười, Minh cái tới trong nhà lại ăn một bàn. Từ Kiến Quốc không khách khí, dù sao hắn cùng Vu Tình gia cũng coi như là thông gia, hắn xoa xoa tay cười nói, kia hóa ra hảo, ta Minh cái lại có thể ăn thịt. Từ lão đầu ha ha cười, mang theo Nhi Tử Tôn tử rời đi, Tô Hoa thấy như vậy một màn, khí nha đều oai, còn không phải là bế lên đội trưởng đùi, có cái gì đắc ý. Từ đại trụ sắc mặt tối sầm, chạy nhanh làm việc. Tô Hoa đánh cái giật mình lập tức ngậm miệng lại. Nhưng thật ra một bên từ Phú An nhìn từ Hiếu Nhân đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét. Vô tình ở trên núi đợi thật lớn trong chốc lát, còn không thấy đã có người tới, tức khắc có chút buồn bực, nên sẽ không đem nàng đã quên đi. Nàng mới vừa ở trong lòng tưởng xong, từ lão đầu mấy người lại tới nữa. Lúc này đây từ thừa đức hai cái nhi tử cũng tới, đi theo còn có từ kiến quốc toàn gia. Nhìn đến vô tình, Tôn Hồng đầy mặt kinh ngạc, vô tình, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đều là lợn rừng giả lan huyết vô tình cười nói tôn hồng cùng tôn tố phân đều nhẹ nhàng thở ra lần này người nhiều con mồi toàn bộ đều bị dọn đi xuống vô tình đem nguyên bản đào nấm cùng nhặt gà rừng trứng trang tới rồi sọc gà rừng toàn bộ trang tới rồi bao tải tới rồi dưới chân núi một đống mỗi người tay đều có cái gì lại là chọc đến một phen xôn xao tô hoa đều phải tức chết rồi sao vô tình liền may mắn như vậy khí nàng liền không có a à bên kia mã thải lan cũng là vẻ mặt phẫn nộ từ lần trước bởi vì từ đại ngưu sự làm nàng bị đánh lúc sau nàng cùng nam nhân cảm tình liền bắt đầu không hảo nàng đem những việc này toàn bộ đều nhớ tới rồi vu tình trên đầu hiện giờ nhìn đến vu tình như vậy phong cách càng là hận đến hàm răng ngứa nhìn nhìn một bên vu tuệ mẫn nàng đem khí tất cả đều rải tới rồi trên người nàng đệ muội ngươi không phải cùng vu tình giao hảo ta sao nhớ rõ lần trước vu tình gia bán thịt heo ngươi nhưng không đi mua a à? sao tích nàng không bán cho ngươi a à? lời này vừa ra vu tuệ mẫn sắc mặt đỏ lên tẩu tử nhà ta vì sao không mua thịt ngươi không rõ ràng lắm mẹ không phải đều đem nhà ta đồ vật lay cho các ngươi gia, nơi nào có tiền mua thịt mã thải lan một nghẹn tiếp theo liền bực này vu tuệ mẫn cũng dám cùng nàng tranh luận phản thiên vu tuệ mẫn ngươi ý gì ngươi có phải hay không không nghĩ hiếu thuận ta mẹ ta liền biết ngươi cái này đen tâm can căn bản là không nghĩ hiếu thuận ta mẹ. Còn không đợi Mã Thải Lan phóng đại chiêu, vô tình thanh âm vang lên, tuệ mẫn tỷ xuân sinh ca tan tầm sau có thời gian không, có thể tới hay không nhà ta hỗ trợ giết heo. a à, có thể, có thời gian. vu tuệ mẫn sửng sốt nói, vô tình tiếp tục nói, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, mang theo trong nhà hài tử, cơm chiều ở nhà ta ăn, chúng ta cũng đã lâu không nói chuyện. Vu Tuệ mẫn vội vàng lắc đầu, nơi nào không biết xấu hổ đi cọ ăn cọ uống, ta cùng Xuân Sinh đi hỗ trợ thì tốt rồi, không đi ăn cơm. Ngươi nếu là khi ta là ngươi muội tử liền đều đi. Vu Tình nói xong nhìn mắt Mã Thải Lan vặn vẹo mặt, nàng trong lòng thoải mái cực kỳ. Vu Tuệ mẫn gật gật đầu, nhìn mắt vô Tình, chờ đến vô Tình rời đi, Mã Thải Lan khí ngực trung lên trung lên. vô Tình khẳng định là cố ý, nhìn mắt Vu Tuệ mẫn, mã thải lan hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái vua nịnh nọt không thấy ra tới ngươi còn như vậy có tâm kế a à. Vu tuệ mẫn không nói chuyện trong lòng kế hoạch chạy nhanh đem chiếu cố lão nhân sự tình phân phối rõ ràng vô tình về nhà thời điểm trong viện đôi một đống giả vật từ kiến quốc cũng không ăn không ngồi rồi đem hai cái nghi tử lưu lại buổi chiều hỗ trợ sát lợn rừng cùng giả lan hiện giờ thời tiết quá nhiệt không chạy nhanh lột da phóng thượng mấy cái giờ liền xuống còn muốn hai cái giờ mới tan tầm, từ kiến quốc không dám ở lâu, liền xuống đất đi, từ lão thái cùng tôn tố phân bắt đầu thiêu nước ấm, Lý Mai cũng ở phòng bếp hỗ trợ, vô tình cùng tôn hồng ở một bên trợ thủ, hai cái giờ liền chuẩn bị cho tốt một con lợn rừng cùng ba con giả lan, tan tầm đã đến giờ, vu tuệ mẫn cùng nàng nam nhân mang theo hai cái nhi tử cùng khuê nữ tới, từ kiến quốc cũng mang theo hai cái con dâu cùng khuê nữ tới hỗ trợ, vô tình làm từ hiếu nghĩa cấp cắt bỏ một khối to thịt, nàng cầm thịt liền đi phòng bếp bắt đầu bận rộn làm cơm chiều tôn hồng nhìn đến vô tình vào phòng bếp nhìn vu tuệ mẫn cười nói chúng ta nay cái nhưng có lộc ăn vô tình trù nghệ là cái này nàng dựng cái ngón tay cái vu tuệ mẫn không ăn qua cũng không biết có bao nhiêu hảo tôn hồng nghĩ đến lần trước ăn thịt liền thèm nuốt nuốt nước miếng nàng làm cơm so trong thị trấn tiệm cơm còn ăn ngon vu tuệ mẫn cũng không đi ăn qua không biết bất quá phụ họa nói ân ta đây đợi lát nữa nhưng đến nếm thử. Trương Tố Phương cùng Dương Thúy Hoa ở một bên bận việc khí thế ngất trời, tuy rằng mệt nhưng là một chút cũng không khó chịu. Dương Thúy Hoa cười hắc hắc nhìn về phía Trương Tố Phương, đại tẩu, ngươi nói với thím sao liền lợi hại như vậy đâu, chúng ta tiểu muội về sau gã lại đây khẳng định có thể hưởng phúc. Trương Tố Phương nhướng mày, kia khẳng định, ngươi không nghe Trương Quế Hoa nói lần trước mua lợn rừng thịt liền tránh một ngàn đồng tiền, lần này thịt càng nhiều, còn không được lại một ngàn nhiều. Ai, tiểu muội nhật tử về sau thoải mái đâu, với thím hiện tại còn biến hảo, ta nghe nhị đảng nói Hà Diệp ở nhà đều ăn đùi gà. Với thím nơi nào có đồn đãi như vậy đáng sợ, đều là nói hưu nói vượng, lại nói tiếp với thím thanh danh như vậy không tốt, vẫn là tô hoa truyền ra đi, hiện giờ xem ra, đều là tô hoa cùng với thím bất hòa, cố ý bịa đặt, hôm nay thời gian quá muộn, vô tình tính toán làm một đạo đơn giản đại hấp đồ ăn lại chưng chút màn thầu thì tốt rồi chờ đến minh cái buổi chiều nàng ở làm tốt khao đại gia đại hấp đồ ăn chính là một nồi loạn hầm vì đồ ăn đều có nhưng là hương vị vẫn là cực hảo ăn hơn nữa hấp đồ ăn đơn giản chưng màn thầu sống giao cho lý mai vô tình đi vườn rau hái được mấy viên ớt cây lại hái được một cái bí đao cùng một đại phủng cây cải dầu đậu que trong nhà còn có nấm cùng măng miếng đem đồ ăn rửa sạch sẽ thiết hảo phóng tới trong rổ vô tình lại đem một khối to nạc mỡ đang xen thịt ba chỉ cấp rửa rửa, cắt thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ, tuyết hoa, ngươi lại đây nhóm lửa. Vô tình hô một tiếng, từ tuyết hoa liền lập tức chạy tới, Hà Diệp lại xem đệ đệ, liền không có tới hỗ trợ, trước kia tuyết hoa còn không vui làm việc, đặc biệt là nhóm lửa, đại mùa hè lại hướng đóng lửa trước mặt ngồi xuống, nhiệt đã chết, hiện giờ bị vô tình một phen dạy dỗ, không có phía trước kiêu ngạo ương ngạnh, ngược lại nhiều một tia ôm nhu hiền huệ, hiểu chuyện rất nhiều. Tuyết hoa đem hỏa điểm, vô tình bưng nồi phóng tới hỏa thượng, đáy nồi thiêu làm gia nhập du, chờ đến du nhiệt thời điểm, đem bát giác gừng băm hành tỏi bạo hương, sau đó đem cắt xong rồi lát thịt ngã vào trong nồi, phiên xào đều đều, đem thịt mỡ du xào ra tới, sau đó để vào nước tương điều sắc, tiếp theo gia nhập bí đao phiên xào đều đều, đem đậu que cũng gia nhập bên trong, cuối cùng đem còn lại xứng đồ ăn toàn bộ gia nhập, lại phóng thượng gia vị, phiên xào vài cái, ngã vào nước trong liền bắt đầu một nồi hầm kém không đều màng thầu chưng thục lúc sau hấp đồ ăn cũng hảo vô tình xốc lên nắp nồi một nồi thịt hương vị theo phòng bếp phiêu đi ra ngoài trong viện mấy người sôi nổi nuốt hạ nước miếng người nhiều liền yêu cầu chén đổ nhiều nàng đem trong nhà tủ bát chén đổ có bao nhiêu lấy ra tới một ít rửa sạch sẽ mới hô ba kiến quốc ca xuân sinh ca tẩu tử ngăn cơm kiến quốc xuân sinh không vội sống rửa rửa tay mang theo tức phụ cùng bọn nhỏ chạy nhanh ăn cơm. Từ lão đầu nói, hắn rửa rửa tay, liền mang theo từ hiếu nghĩa mấy người đi trong phòng mở tiệc tử đi, chưng màng thầu nhiều, Lý Mai cùng vô tình một người ôm một sọc màng thầu vào phòng, từ kiến quốc mấy người cầm chén đổ bắt đầu thịnh cơm, một người một chén, hơn hai mươi khẩu người một người thịnh một chén còn thừa nửa nồi thịt đồ ăn. Từ lão Thái cười nói, đều ăn nhiều một chút, nhưng đem thịt đồ ăn cấp ăn xong, bằng không phóng tới Minh cái liền hỏng rồi. Tôn Hồng cười nói, thiếm yên tâm, vô tình trù nghệ tốt như vậy, chúng ta khẳng định có thể ăn xong. Ăn ngon tẩu tử liền ăn nhiều một chút, nay cái thời gian không đủ, đơn giản ăn chút, Minh cái ta cấp chúng ta làm thượng mấy bàn đồ ăn, ta cũng nếm thử này lan thịt gì hương vị. Vô tình bưng chén cười nói, cũng không phải là, ta còn không có ăn qua đâu, nếm thử mới mẻ. Tôn Tố Vân Tiếp Thanh nói, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc. Này mấy tháng nàng cảm giác cùng ăn Tết giống nhau, nàng tẩu tử không có việc gì liền đưa đi một chén thịt ăn, nàng cơ hồ cách mấy ngày ăn một lần thịt, tuy nói ăn đến thiếu, kia cũng chiếm thức ăn mặn, lúc này mới cách hai tháng, nàng liền lại một lần ăn đến nhiều như vậy thịt, nghĩ đến minh cái đồ ăn nàng có chút mong đợi, vu tuệ mẫn ăn trong tay đồ ăn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vô tình trù nghệ tốt như vậy, cơm chiều ăn xong, nữ nhân gia đều trở về nghỉ ngơi, lưu lại mấy nam nhân ở chỗ tình gia tiếp tục thu thập giả vật. Lý Mai cùng vu tình đem phòng bếp thu thập hảo, từ lão đầu khiến cho hai người cũng về phòng nghỉ ngơi đi. vu tình thừa dịp về phòng tử trước thời gian, đem sọt bắt được phòng bếp, trong túi gà rừng toàn bộ đổ ra tới. Ba, này còn có một đống gà rừng, chờ đến kiến quốc ca cùng xuân sinh ca các ngươi đi thời điểm cấp phân đi, thịt heo lan thịt chờ minh cái đại gia cơm nước xong, lại cho bọn hắn mang đi chút. vu tình nói, từ lão đầu đối với cái này phân phối gật gật đầu vô tình rửa rửa tay lúc này mới trở về nhà ở nàng ở trên núi vội mau một ngày mệt eo đau bối đau nằm đến trên giường liền ngủ rồi mở mắt ra thời điểm đã là ngày thứ hai thái dương cao treo ở trên bầu trời ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở phòng trong nàng xoa xoa đôi mắt từ trên giường bò lên mặc tốt quần áo ra nhà ở mẹ ngươi tỉnh đồ ăn ở trong nồi nhiệt đâu hiếu nghĩa bọn họ đi bắt đầu làm việc Lý Mai ngẩng đầu nhìn nàng nói, vô tình vẽ mặt kinh ngạc, vài giờ, liền đi rồi. Lý Mai cười cười, đều 10 điểm nhiều, Hiếu Nhân nói ngươi hôm qua lên núi khẳng định mệt mỏi, liền không làm ta kêu ngươi. Vô tình xoa xoa eo lại là có chút mệt mỏi, chủ yếu vẫn là leo cây bò, nguyên chủ này mấy cái hài tử, lão đại thành thật, lão nhị cơ linh tâm còn tế, lão tam liền có chút khiêu thoát, tính tình không ổn định, dù sao ba cái hài tử đều là thiện tâm, cũng hiếu thuận vô tình nhìn nhìn sân, sạch sẽ, hai chỉ lợn rừng bị đại tá tám khối, đặt ở trong viện, giả lan cũng đều lột bỏ da lông, đặt ở bàn gỗ thượng bày một liệt. Mẹ, buổi sáng thời điểm ta ra tới, hỏi cái này chút lợn rừng trực tiếp kéo đi trấn trên bán, vẫn là ở trong thôn bán điểm. Lý Mai bưng cơm ra tới, phóng tới trước bàn, vô tình nghĩ nghĩ nói, bán cho trong thôn người một ít, bất quá hôm qua kia hai cái bại hoại ta thanh danh không bán cho bọn hắn, còn có mã Thải Lan cùng Tô Hoa không bán cho bọn hắn gia. Lý Mai theo tiếng, kia hành, ta đi theo đội trưởng bá nói một tiếng. Nói xong Lý Mai liền chạy đi rồi, vô tình ngồi ở trong viện đang ăn cơm, ăn xong lúc sau nàng vào phòng bếp bắt đầu rửa chén, nàng mới ra phòng bếp, liền nhìn đến từ kiến quốc mang theo một đống người đã đi tới, vô tình, này đó đều là bán thịt. Kiến quốc ca, cùng phía trước giống nhau đi, ta đi lấy xưng. Vô tình nói xong vào phòng. Từ Tú Lan vẫn là ghi sổ, lần này từ hiếu nhân đi lấy tiền, hai người đứng chung một chỗ thoạt nhìn xứng đôi thực, trong thôn mua thịt thím treo gẹo nói, này vòng đi vòng lại vẫn là hiếu nhân cùng Tú Lan xứng đôi. Vô tình cười cười, cũng không phải là, từ nhỏ ta liền thích Tú Lan nha đầu này. Từ hiếu nghĩa phụ trách cắt thịt, lần này cùng lần trước không sai biệt lắm, thiếu mấy hộ nhà cũng không nhiều ít biến hóa, vẫn là bán 260 nhiều đồng tiền, không đến giữa trưa đại gia liền lấy lòng thịt, còn thừa vô tình tìm từ kiến quốc mượn xe bò, mang theo đi trong thị trấn. Lần này là từ hiếu nghĩa cùng từ hiếu nhân đi theo tới, vô tình không mặt mũi ở chậm trễ từ thừa đức bắt đầu làm việc. Từ hiếu nhân lần đầu tiên tới cùng vô tình bán thịt heo, có chút tò mò nàng mẹ là sao bán, mẹ, chúng ta đi nơi này biên làm gì? Từ hiếu nhân đầy mặt tò mò, này thịt heo không phải cầm đi chợ thượng bán, sao chạy đến hẻm nhỏ? Mẹ nói nên sẽ không từng cái gõ cửa hỏi nhân gia muốn thịt không đi, này nếu như bị người cử báo làm sao, ta mẹ nhận thức một lão bản, muốn thịt nhiều. Từ Hiếu Nghĩa giải thích nói, Từ Hiếu Nhân lúc này mới gật gật đầu, ba người ở một cái trước đại môn dừng xe, vô tình đi tới cửa gõ gõ môn, khai dương huynh đệ, ở nhà không. Ninh Khai Dương đang ở trong viện đùa nghịch quần áo, lần này hắn đi tỉnh ngoài phát hiện một cái bán sĩ xưởng, bên trong quần áo khả xinh đẹp, hắn lần này trộn mua đã trở lại một ít, ai biết trở về liền bán xong rồi nghe được thanh âm hắn bước nhanh đi tới cửa mở cửa nhìn đến vô tình hắn sắc mặt vui vẻ Tỷ, người này mang theo thứ tốt tới ninh khai dương hít một hơi thật sâu vẻ mặt kinh hỉ là thịt ân may mắn đánh tới hai đầu lợn rừng còn có sáu chỉ giả lan thịt ngươi nếu không Vu tình hỏi ninh khai dương lập tức gật đầu hắn khẳng định muốn a à, thịt này ngoạn ý lợi nhuận lớn đâu tỉ tiếng sơn nói ninh khai dương đem đại môn mở ra từ hiếu nghĩa cùng lần trước giống nhau đem xe bò dắt đi vào, tổng cộng 500 nhiều cân thịt heo, vẫn là dựa theo lần trước giá cả một khối năm, một cân, tổng cộng là 825 đồng tiền. Lan thịt này ngoạn ý Ninh Khai Dương còn không có mua quá đâu, không biết giá thị trường, nhưng tóm lại là thịt A, hơn nữa này ngoạn ý cũng không hảo gặp được. Hai người thương lượng một phen liền lấy một khối tam giá cả quyết định, 6 đầu lan tổng cộng 632 cân, tổng cộng 821 khối 6, Lao Linh 821, thịt heo hơn nửa lan thịt tổng cộng 1646 đồng tiền, tỷ, đây là tiền ngươi cầm. Ninh Khai Dương đem tiền điểm hảo cho vô tình, tiếp theo lại đem chìa khóa cho vô tình. Nói thật cái này đại tỷ thật đúng là cái tâm đại, phòng ở chìa khóa phóng trong tay hắn lâu như vậy, cũng không sợ hắn động oai tâm tư. Vô tình tiếp nhận tiền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng thật ra một bên từ hiếu nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy tiền, đầy mặt vẻ khiếp sợ từ hiếu nghĩa lần trước liền gặp qua lần này cũng không gì dao động vô tình nhìn đến trong viện bày biện quần áo nàng rất là tò mò đi qua này quần áo còn đừng nói rất thời thượng hiện giờ tây trần trấn quần áo phổ biến một mạc trên cơ bản đều là một ít đơn giản thâm sắc quần áo ninh khai dương này quần áo ánh mắt tuy rằng cũng có chút thâm nhưng cũng may kiểu dáng mới mẻ độc đáo ngươi này quần áo thoạt nhìn không tồi a à, là từ tỉnh ngoài mua đi ninh khai dương cười nói tỉ ngươi thật là hảo nhãn lực này quần áo ta xác thật là từ tỉnh ngoài mua không riêng chúng ta trấn trên không có ta dám nói huyện thành nội thành khẳng định cũng không đây chính là hắn tìm đã lâu chạy hảo xa mới tìm được thị trường nói lên cái này hắn liền có chút đắc ý từ hiếu nghĩa nghe xong lời này ánh mắt sáng lên sờ sờ quần áo vẻ mặt tò mò thúc ngươi này quần áo nào mua lời này vừa ra ninh khai dương vẻ mặt đề phòng vô tình chạy nhanh mở miệng nói đây là ngươi khai dương thúc kiếm tiền chiêu số, nói cho ngươi ngươi thúc sao kiếm tiền. Ninh Khai Dương gật đầu, hắn này phí thật lớn kính mới tìm chiêu số, khẳng định không thể dễ dàng nói cho người khác, bất quá hắn nhưng thật ra có thể giá thấp bán cho bọn họ, tỷ, ngươi phải làm quần áo sinh ý sao? Ta có thể bán sỉ cho ngươi. Vô Tình lắc lắc đầu, hiện tại làm này đó sinh ý có chút mạo hiểm, vạn nhất bị bắt được trong nhà lao lao động cải tạo làm sao? Hơn nữa này quần áo nàng nhiều ít chứng mắt thập niên 80 đẹp quần áo vẫn là không ít, Ninh Khai Dương này đó kém xa, chỉ có thể nói không tìm đối địa phương, Khai Dương, chúng ta đi về trước. Vô tình nói mang theo nhi tử liền phải rời đi, Ninh Khai Dương chỉ chỉ quần áo hỏi, tỷ ngươi không lấy vài món trở về xuyên. Không cần, cảm ơn. Vô tình nói, Ninh Khai Dương nhìn ba người rời đi, liền ra cửa tìm xe đi, Vô tình đem tiền nhét vào ba lô, ngồi trên xe bò từ hiếu nhân nhìn xe thượng còn thừa một ít thịt có chút tò mò mẹ này đó thịt không bán không mua đi xem hạ ngươi hoài anh thím đem này đó thịt cho nàng còn thừa chúng ta đi tranh một chung nhìn xem như thế nào làm ngươi đệ cùng ngươi muội tử đi đi học từ hiếu nghĩa cùng từ hiếu nhân gật gật đầu đi học là chuyện tốt nếu là tam đệ cùng tiểu muội có thể đi đọc sách hai người bọn họ đều thực duy trì vô tình cho nàng chỉ vào lộ này sẽ mới một chút nhiều Tôn Hoài Anh hẳn là hai điểm đi làm, các nàng trực tiếp đi Tôn Hoài Anh gia, tới rồi cửa, đại môn mở ra, cửa ngồi sổ một cái tiểu nam hài, hắn nhìn ngừng ở cửa xe bò, hướng tới trong viện hô một tiếng, mẹ, có người. Ai a? À? Tôn Hoài Anh đang ở phòng bếp rửa chén, nghe xong nhi tử thanh âm, vội vàng xoa xoa trên tay thủy, ra phòng bếp, nhìn đến là vô tình nàng sắc mặt vui vẻ, nhiệt tình chạy qua đi, tẩu tử, ngươi sao tới. Ta ở trên núi đánh lợn rừng, cho ngươi đưa điểm thịt heo tới. Vu tình cười nói, mang theo nhi tử vào trong viện. Tôn Hoài Anh tiếp nhận từ hiếu nghĩa trong tay thịt heo, tay sờ vào túi tiền liền phải lấy tiền. Vu tình chạy nhanh ngăn cản nàng, cười nói, này thịt là ta đưa cho ngươi, không cần tiền. Tôn Hoài Anh vừa nghe khó mà làm được, sao có thể bạch muốn nhân gia thịt heo, đây chính là hiếm lạ hóa, nói gì không chịu bạch muốn, cầm tiền liền phải đưa cho Vu tình. Vu tình không chịu tiếp, trực tiếp lại đẩy trở về hoài anh ngươi đừng cùng ta khách khí ta nay cái tới tìm ngươi còn muốn hỏi ngươi sự tình đâu gì sự công hoài anh hỏi vô tình lúc này mới đem khuê nữ cùng chuyện của con nói một chút công hoài anh vừa nghe cười này có gì khó được ta nam nhân huynh đệ chính là một trung lão sư chờ buổi tối ta nam nhân trở về ta cho ta nam nhân nói nói chuyện này đến lúc đó khẳng định có thể làm ngươi khuê nữ nhi tử đi đọc sách ta nhi tử số tuổi không nhỏ có thể đi sao? Vô tình có chút sợ hãi số tuổi quá lớn, nhân gia không cần. Tôn Hoài Anh nghĩ nghĩ, 16 tuổi lại là có chút lớn, theo lý thuyết cái này số tuổi nên đọc cao trung. Bất quá số tuổi đại đọc sơ trung cũng không phải hiếm lạ sự, trường học cũng có không ít đâu, này đó đều là trong nhà phía trước không có tiền chậm trễ, hiện tại mới đi. Nàng cười nói, không có việc gì, nhân gia 18 tuổi còn có đọc sơ trung, cái này không gì sự. Vô tình trong lòng yên tâm, đem lợn rừng thịt lưu lại liền phải đi trở về tôn hoài anh không thích chiếm nhân gia tiện nghi đem lợn rừng thịt lấy về phòng bếp liền đi trong phòng cầm một lọ thịt hộp ra tới trực tiếp đưa cho vô tình lấy trụ ngươi này không lấy ta liền không cần thịt heo lời này đều nói vô tình còn có thể sao tích chỉ có thể nhận lấy bất quá trong lòng đối với tôn hoài anh vô tình càng là cảm kích ta đây lấy ở minh cái ta lại đến tìm ngươi hảo Ngươi minh cái tới tìm ta ta cho ngươi tin tức. Tôn Hoài Anh nói xong liền đi đẩy xe đạp, vô tình thấy thế cũng không quấy rầy nàng đi làm, mang theo hai cái nhi tử rời đi. Mẹ, đó có phải hay không từ Lan Trân? Từ Hiếu Nhân chỉ vào cách đó không xa thân ảnh hỏi câu, vô tình theo từ Hiếu Nhân chỉ địa phương nhìn lại, liền nhìn đến từ Lan Trân cùng Trương Kế Đông hai người cùng nhau, hướng tới tư xí tiệm cơm đi đến, nguyên bản nàng nghĩ chạy nhanh trở về, rốt cuộc nam chủ nữ chủ nàng vẫn là trốn tránh điểm hảo, nhưng thình lình nhìn đến tiệm cơm bên trên cho thuê tự, nàng dừng bước chân, mẹ, chúng ta cũng phải đi ăn cơm sao? Từ hiếu nhân vẻ mặt khó hiểu, trong nhà không phải còn có thịt sao, đi tiệm cơm nhiều lãng phí tiền đi, trong nhà gì đều có, còn không bằng về nhà ăn, từ hiếu nghĩa cũng là ý tứ này, nhìn mắt đệ đệ nói, mẹ, nhà chúng ta không phải có thịt sao? Trở về ăn cơm đi. Các ngươi tại đây chờ một chút, ta đi vào có chút việc vô tình nhảy xuống xe bò hướng tới tiệm cơm đi đến tiến vào tiệm cơm thời điểm trong tiệm cũng không có cái gì khách nhân duy nhất một bàn vẫn là từ lan trân cùng trương kế đông hai người ngồi ở ven tường vô tình tiến vào thời điểm từ lan trân cùng trương kế đông tự nhiên thấy được hai người ngẩng đầu hướng tới vô tình chào hỏi thím ngươi cũng tới ăn cơm vô tình gật gật đầu lúc này một cái người phục vụ đi đến nhìn đến vô tình không có phía trước nhiệt tình khả năng biết tiệm cơm muốn đóng cửa, cả người đều uể oải yếu xìu, yếu điểm cái gì? Các ngươi lão bản ở sao? Vu Tình nhỏ giọng hỏi, khi người phục vụ sửng sốt, ngươi có chuyện gì sao? Vu Tình đứng lên, hướng tới nàng bên tai nói, các ngươi cửa hàng còn thuê sao? Khi người phục vụ nghe xong lời này vẻ mặt vui mừng, vừa muốn mở miệng, Vu Tình ngăn lại nàng, nàng mở tiệm cơm sự tình cũng không muốn cho Từ Lan Trân biết khi người phục vụ tự hồ minh bạch nàng ý tứ, lôi kéo vô tình đi tiệm cơm phía sau văn phòng, lão bản, có người tới hỏi thuê nhà sự tình. Người phục vụ vẻ mặt sốt ruột, phòng nội một trận dùng dập tiếng bước chân truyền ra tới, liền thấy một cái đeo mắt kính nam tử đi ra, hắn trên dưới đánh giá một phen vô tình có chút nghi ngờ, người chính là thuê tiệm cơm. Người biết thuê làm gì sao? Nam tử hỏi, vô tình đều tưởng trợn trắng mắt, đây là lấy nàng đương ngốc tử A thuê tới bán cơm ngươi sẽ nấu cơm sao làm ăn ngon sao ngươi nhìn đến đối diện quốc doanh tiệm cơm không ngươi có bọn họ làm ăn ngon không nếu là không có ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm nam tử khuyên này tiệm cơm cũng không phải là lung tung khai không điểm kỹ thuật không thể được hắn nhìn lão bà tử cũng không giống như là có tiền người vạn nhất thuê không kiếm tiền bồi tiền làm sao ta sẽ nấu cơm hơn nữa so đối diện ăn ngon ngươi này phòng ở cái gì giới vị vô tình hỏi, nam tử thấy nàng chưa từ bỏ ý định, cũng lười đến xen vào việc người khác, dù sao phòng ở sớm một chút thuê, hắn có thể thiếu bồi điểm tiền, ta này phòng ở ngươi cũng thấy rồi, đúng là trong thị trấn nhất náo nhiệt người nhiều nhất địa phương, ngươi nếu là thật sự có hảo trù nghệ, không lo không ai tới ăn cơm, ta xem ngươi một cái đại tỷ cũng không dễ dàng, liền ấn một tháng 15 đồng tiền, ta này phòng ở là 10 năm thuê kỳ. Ngươi nếu là dùng một lần giao tiện nghi điểm 1.600 này tiệm cơm bàn ghế gì đó ngươi thêm 200 đồng tiền toàn cho ngươi. Vô tình hoài nghi người này biết nàng tránh bao nhiêu tiền, này vừa đến tay 1 chính lập tức liền phải xài hết, chính là này tiệm cơm thủ tục gì đó đều đầy đủ hết, chính là một nhà đủ tư cách hộ cá thể A, nếu là nàng chính mình làm, phỏng chừng phải chờ tới sang năm, này nếu là sang năm mới bắt đầu, này nửa năm nàng liền phải sai thất một tuyệt bút tiền, nghĩ tới nghĩ lui vô tình gật đầu đáp ứng rồi, bất quá nàng vẫn là hỏi hạ, ngươi này tiệm cơm ở công thương cục đăng ký không, là có thể làm buôn bán đi. Khi nam tử không nghĩ tới như vậy một tuyệt bút tiền nàng thế nhưng đáp ứng rồi, lập tức gật đầu bảo đảm, đại tỷ, ta này không lừa ngươi, tiệm cơm tuyệt đối là cái đủ tư cách, ngươi có thể yên tâm đi làm buôn bán, tuyệt đối không ai quản. Hắn nói liền đem tiệm cơm các thủ tục đem ra, vô tình nhìn kỹ một chút, lúc này mới từ trong bao lấy tiền ra tới, tổng cộng nàng cho nam tử liền dư lại 100 đồng tiền, hai người ký xuống thuê nhà hiệp nghị, nam tử liền đem chủ nhà địa chỉ để lại cho vô tình, đến nỗi phòng ở thay đổi người sự hắn tự mình sẽ đi tìm chủ nhà nói rõ ràng, nam tử gọi tới người phục vụ chỉ chỉ vô tình giới thiệu nói, cái này là ngươi tân lão bản. Lão bản hảo, người phục vụ vẽ mặt lấy lòng, nàng này công tác thật vất vả mới tìm được, lúc này mới làm nửa năm tiệm cơm liền phải không có đã nhiều ngày nàng vẫn luôn lo lắng thất nghiệp nàng có thể đi làm gì không nghĩ tới tiệm cơm nhanh như vậy liền thay đổi lão bản vậy các ngươi liêu ta liền đi trước nam tử cũng không gì lưu luyến dù sao phòng ở cũng thuê hắn cầm chính mình còn thừa đồ vật liền rời đi vô tình nhìn mắt tiểu cô nương phân phó nói ngươi trước đem tiệm cơm bên ngoài tờ giấy cấp xé đi tiểu cô nương lên tiếng liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài vô tình ở phía sau biên nhìn thoáng qua này tiệm cơm địa phương còn không nhỏ trừ bỏ phòng khách cùng sau bếp, này còn mang theo tiểu viện tử, tiểu viện tử mang theo mấy cái nhà ở, nàng đang ở xem xét thời điểm, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, một cái trung niên nam tử xuất hiện ở trước mắt, nhìn vô tình cung cung kính kính hô một tiếng, lão bản. Nam tử phía sau còn theo một người, bước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, nhìn vô tình có chút khiếp sợ, bất quá vẫn là hô một tiếng, lão bản. Các ngươi là sau bếp nấu cơm. Vô tình hỏi trung niên nam tử nói ta là đầu bếp hắn là ta cho ta trợ thủ vô tình hiểu biết sau cười nói kia hành tiệm cơm còn cùng phía trước giống nhau bất quá ta sẽ cho các ngươi phái tới một cái nấu cơm lời này vừa ra trung niên nam tử sắc mặt tức khắc không hảo này mới tới lão bản ý gì muốn khai trừ hắn lão bản ngươi là không cần ta thanh niên nam tử nghe xong lời này đáy mắt hiện lên một mặt hưng phấn vui sướng khi người gặp họa nhìn trung niên nam tử, vô tình lắc lắc đầu, không phải, ngươi còn cùng phía trước giống nhau. Đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì? Mặt chữ điền trung niên nam tử nói, ta kêu nhậm tường quý. Ta kêu hàng vạn trung. Thanh niên nam tử cực nhã nói, vô tình gật đầu nhìn về phía nhậm tường quý nói, ngươi so với ta đại, ta liền kêu ngươi nhậm đại ca hảo, ta kêu vô tình. Nhậm tường quý nghe được hắn kêu chính mình đại ca, lập tức có chút khẩn trương hắn ngày thường đi làm những cái đó lão bản một đám đều là nghiêm khắc thực hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dễ nói chuyện như vậy lão bản các ngươi trước vội vàng đi dựa theo dĩ vãng đi làm thời gian là được ta ngày mai buổi sáng lại đến vô tình phân phó nói nói xong liền ra sân đi vào sảnh ngoài thời điểm vương phượng lan nhìn nhìn từ lan trân một bàn cơ linh không kêu lão bản vô tình cho nàng chấp chấp mắt ý bảo nàng không cần đưa chính mình Vương Phượng Lan gật gật đầu không thượng nàng trước mặt, nhìn vô tình ra tiệm cơm, nàng mới đi tới quầy thu ngân. Từ Lan Trân nhìn đến vô tình đi rồi, duỗi cổ nhìn thoáng qua, tiếp theo có chút tò mò, tỷ tỷ, các ngươi nhận thức với thím sao. Vương Phượng Lan có thể nhìn ra lão bản đối với hai người đáy mắt xa cách, nhàn nhạt nói, không quen biết, chính là một cái ăn cơm. Từ Lan Trân còn tưởng hỏi nhiều vài câu, nhưng nhìn đến Vương Phượng Lan đáy mắt không tình nguyện, nàng thức thời không ở truy vấn vô tình ra tiệm cơm từ hiếu nghĩa hai người liền chạy nhanh đón qua đi mẹ ngươi làm gì đi sao lâu như vậy à vô tình cười nói ta cấp lý mai tìm cái công tác ta vừa mới nhìn đến tiệm cơm dán thông báo tuyển dụng này không phải nghĩ đến nàng trù nghệ hảo sao liền nghĩ làm nàng đi thử thử một lần ta hỏi qua một tháng hai mươi đồng tiền tiền lương đâu nếu là chuyển chính thức càng nhiều đâu từ hiếu nghĩa nghe xong lời này vẻ mặt kích động không nghĩ tới có một ngày hắn tức phụ còn có thể tới trấn trên đi làm, một tháng hai mươi, một năm chính là hai trăm nhiều, này có thể so hắn xuống đất tránh công điểm còn muốn nhiều, từ hiếu nhân cũng vì đại tẩu cảm thấy vui vẻ, chờ đến tam đệ cùng tiểu muội đi đọc sách, bọn họ từ gia nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, không có nguyên nhân, hắn trong lòng chính là có cái này cảm giác, hảo, chạy nhanh trở về đi, buổi tối ngươi kiến quốc bá cùng xuân sinh bá còn tới trong nhà ăn cơm đâu vô tình bò lên trên xe ngồi ổn nghĩ đến vừa mới ra tới thời điểm nhìn đến từ lan trân cùng trương kế đông hai người một cái có cái da da liên lụy nhật tử đau khổ thực một cái khác không chịu tô hoa đãi thấy nhật tử cũng không hảo quá hai người theo lý thuyết hẳn là không có tiền đi tiệm ăn duy nhất khả năng chính là từ lan trân hai người bắt đầu làm buôn bán từ lan trân tránh bao nhiêu tiền vô tình không nghĩ hiểu biết chỉ cần nàng không đối người trong nhà ra tay nàng cũng liền không trêu chọc từ lan trân nhưng nếu là từ Lan Trân Triều chính mình ra tay, nàng cũng là sẽ không nương tay. Từ hiếu nghĩa giá xe bò, từ hiếu nhân ngồi ở bên cạnh hắn, vô tình chính mình ngồi ở phía sau, trống trải thực, đi ngang qua thị trấn khẩu thời điểm, vừa vặn đụng tới mã đại gia, hắn xe ngồi đầy người, còn có mấy cái từ gia loa người không ngồi xuống, nhìn đến vô tình, kia mấy cái phụ nhân trên mặt vui vẻ, vội chạy đến vô tình trước người, cười nói, đệ muội các ngươi có phải hay không hồi thôn đi, tiện thể mang theo chúng ta bái. Vô tình cười nói, tẩu tử lên xe đi, chúng ta vừa vặn hồi thôn đi. Khi phụ nhân vừa nghe vui vẻ, cầm rổ liền thượng xe bò, nàng bên cạnh mấy cái phụ nhân đi theo cũng muốn lên xe tử. Tô Hoa cùng Mã Thải Lan đứng ở một bên, hai người cũng tưởng lên xe, nhưng nhìn nhìn vô tình hai người đều kéo không dưới thể diện. Trương Đại Nương, ngươi không lên xe. Từ Hiếu Nhân nhìn xe bên Trương Đại Nha hô một tiếng, kêu xong hắn liền lập tức nhìn thoáng qua vô tình thấy nàng không có bất luận cái gì biến hóa từ hiếu nhân nhẹ nhàng thở ra từ hiếu nghĩa cũng là vẻ mặt do dự cuối cùng hạ quyết tâm nhìn trương đại nha hô trương đại nương ngươi cũng lên xe đi còn có vị trí đâu trương đại nha có chút do dự đặc biệt là nhìn đến vô tình nàng liền không nghĩ lên xe nàng cùng vô tình không đối phó tuy nói không tô hoa như vậy nhưng nàng hai gặp mặt cũng đánh nhau bất đồng tô hoa cùng mã thái lan hâm mộ vô tình nhật tử nàng là vì từ gia mấy cái nhi tử cảm thấy bất bình trước kia vô tình loạn tiêu tiền chính mình ăn mập mạp mấy cái nhi tử gầy không kéo mấy trước kia từ hiếu nhân cùng từ hiếu minh thường xuyên tới nhà cũng muốn ăn nàng ngẫu nhiên thấy cũng sẽ cấp hai hài tử một ít ăn mấy ngày nay vô tình biến hóa nàng cũng là thấy được thường thường còn làm mấy cái hài tử cấp từ lão thái đưa thức ăn thay đổi là tốt nhưng nàng cùng vô tình không đối phó đều nhiều năm như vậy nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng ngượng ngùng cùng vô tình nói chuyện, Trương Đại Nương chạy nhanh lên xe đi. Từ Hiếu Nghĩa quay đầu nói, Từ Hiếu Nhân thúc giục nói, Trương Đại Nương, chạy nhanh phải đi về, ngươi nếu là đi đường cầm đồ vật nhiều mệt đi. Đúng vậy, Đại Nha lên xe đi. Xe thượng mấy cái phụ nhân sốt ruột về nhà, cũng thúc giục lên, Trương Đại Nha nhìn nhìn vô tình, dựa theo dĩ vãng nữ nhân này khẳng định muốn trào phúng chính mình, nay cái không nói lời nào, có phải hay không ở cùng chính mình kỳ hảo, nghĩ vậy loại khả năng, Trương Đại Nha cầm đồ vật liền lên xe tử, từ hiếu nghĩa thấy nàng lên đây, cười vội vàng xe rời đi, Tô Hoa cùng Mã Thải Lan nhìn đến các nàng không có mời chính mình ngồi xe, khí mặt đều tái rồi, Mã Thải Lan phẫn nộ dậm dậm chân, thở phì phì nói, vô tình như thế nào như vậy nhẫn tâm, đều là một cái thôn, kéo hai ta một chút sao lạp. Tô Hoa cũng có chút sinh khí, nhìn nhìn bên cạnh mua một rổ đồ vật, này sao trở về a à? nay cái vừa vặn chợ người nhiều thực nàng hai không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là không chiếm được vị trí tính chúng ta người nghèo chí không nghèo ta còn không hiếm lạ làm nàng phá xe chúng ta đi đường trở về tô hoa tức giận nói mã thải lan nghĩ đến phải đi hơn một giờ lộ trình sắc mặt liền gục xuống xuống dưới hai người một người cõng một cái sọt nhận mệnh ra thị trấn trương đại nha ngồi ở bên trong xe đôi mắt thường thường liếc về phía vô tình nàng ngó trái ngó phải Tổng cảm thấy Vô Tình có chút không thích hợp, nay cái sao liền không cùng nàng đánh nhau a. À? Vô Tình ngồi ở xe thượng, thẳng thắng bối, cảm nhận được Trương Đại Nha ánh mắt, nàng ở trong đầu bay nhanh tìm tòi có quan hệ Trương Đại Nha ký ức, không nghĩ không biết, tưởng tượng dọa nhảy dựng, nguyên chủ rốt cuộc là có bao nhiêu kỳ ba a. À? Nàng trong đầu hiện lên một bức hình ảnh, đúng là Trương Đại Nha cùng nguyên thân vặn đánh vào cùng nhau hình ảnh. Nguyên nhân thực kỳ ba, liền bởi vì Trương Đại Nha nhìn thấy từ hiếu nhân đáng thương cho hắn một cái màn thầu, liền dẫn phát rồi nguyên thân tức giận, vô tình đối nguyên thân đều hết chỗ nói rồi, chính mình hài tử chính mình không hảo hảo nuôi sống, nhân gia nhìn hài tử đáng thương, cấp điểm đồ vật, nàng còn cảm thấy không có mặt mũi, khi nàng nhưng thật ra cấp hài tử ăn cơm no a à. xe bò đi được mau, không đến một giờ liền đến trong thôn, xe thượng phụ nhân một đám đều hạ xe bò, cuối cùng chỉ còn lại có trương đại nha, nàng dương mắt nhìn thoáng qua vô tình, cảm ơn ngươi, nói xong không phải là tình phản ứng lại đây, nàng cổng rổ liền lạc hoảng mà chạy, Trương Đại Nha cảm giác chính mình điên rồi, thế nhưng cấp vô tình nói cảm ơn, nàng sẽ nghĩ như thế nào chính mình, có phải hay không cảm thấy chính mình có bệnh, trong lòng không chừng như thế nào cười nhạo nàng đâu, ai u, nàng đó là một cái hối hận, sớm biết rằng liền không nói, vô tình nhìn Trương Đại Nha bóng dáng không khỏi phục một tiếng bật cười, từ hiếu nhân thấy thế cười hắc hắc, mẹ, kỳ thật Trương Đại Nương vẫn là khá tốt, vô tình khụ khụ một tiếng gật đầu là không tồi ngươi cùng ca ca ngươi ngươi bọn đệ đệ cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ nàng còn giúp các ngươi này phân ân tình các ngươi đều phải nhớ kỹ chờ đến tương lai các ngươi năng lực cũng muốn hảo hảo báo đáp ngươi trương đại nương làm người muốn tri ân báo đáp nếu là này ba cái hài tử không hiểu đến báo ân kia mới là thật sự phế đi từ hiếu nghĩa hàm hậu cười bảo đảm nói mẹ ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ từ hiếu nhân trong lòng có chút kỳ quái, bất quá thực mau liền thích ứng con mẹ nó chuyển biến, nhếch lên khóe miệng cười nói, mẹ, ta cũng nhớ kỹ đâu. Vô tình cấp hai người một cái khen tươi cười. Từ hiếu nghĩa cùng từ hiếu nhân tức khắc trong lòng Mỹ tư tư, về đến nhà lúc sau, từ hiếu nhân đi còn xe, vô tình bắt đầu cùng Lý Mai chuẩn bị cơm chiều, trong nhà còn thừa 100 cân thịt heo, cùng một đầu lan thịt, lan thịt vô tình còn không có ăn qua, ở đời sau chính là bảo hộ đồ vật, ăn chính là phạm pháp cũng chính là hiện tại không có loại này cách nói lan thịt hương vị không biết ăn ngon không nhưng là nàng nghe nói lan thịt có thể coi như dược còn có thể chữa bệnh đâu lão đại tức phụ ngươi đi vườn rau nhiều trích chút đồ ăn chúng ta hiện tại bắt đầu nấu cơm vô tình phân phó nói nàng nhìn nhìn tuyết hoa làm nàng đi theo cũng đi hỗ trợ nàng tắt từ trong viện còn thừa thịt heo trên người thiết xuống dưới một khối to thịt còn lộng mấy cây xương sườn Lý Mai cùng Tuyết Hoa hái được đồ ăn tới tiền viện, vô tình đã đem thịt heo tẩy hảo thiết hảo, Tuyết Hoa phụ trách nhóm lửa, Lý Mai rửa rau, vô tình bắt đầu nấu cơm, nhìn mắt trong viện Lý Mai mở miệng nói, ta nay cái cho ngươi tìm được công việc, là mỗi người thể hộ tiệm cơm, bất quá tiền lương cùng quốc doanh tiệm cơm giống nhau, thực tập 3 tháng, tiền tam tháng 1 tháng 20 đồng tiền, nếu là làm hảo có thể trước tiên chuyển chính thức, ta minh cái liền mang ngươi đi tiệm cơm đi làm. Lý Mai rửa rau tay một đốn, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mẹ, ta đi tiệm cơm đi làm. Đúng vậy, sao? Ngươi không nghĩ đi? Vu tình hỏi. Lý Mai chạy nhanh lắc đầu. Không phải mẹ, ta có thể đi sao? Ta này đi làm gì a? À? Nàng sao có thể không nghĩ đi a? À? Một tháng hai mươi đồng tiền, nàng nằm mơ đều muốn có công tác a. À? Trên mặt đất tránh công điểm, một ngày căng chết mười cái công điểm, liền năm mau tiền cũng không. Này nếu là đi làm một tháng hai mươi khối, nhiều có lời đi. Mẹ, đại tẩu có phải hay không đi nấu cơm a? À? Ta cảm giác tẩu tử nấu cơm cùng ngươi giống nhau ăn ngon, sao quốc doanh tiệm cơm còn ăn ngon đâu. Tuyết hoa ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt tò mò, vô tình gật đầu, đúng vậy, ngươi tẩu tử nấu cơm ăn ngon, đi tiệm cơm đương đầu bếp nhất thích hợp. Mẹ, ta nghe nói đầu bếp tiền lương nhưng cao lớn, có đầu bếp sư một tháng đều 100 đồng tiền tiền lương đâu, ta quét tước nếu là làm thời gian lâu rồi có phải hay không cũng có thể như vậy tuyết hoa hỏi lý mai nghe xong vẻ mặt khiếp sợ nàng có thể làm được một tháng một trăm đồng tiền sao đầu bếp cơ bản đều là nam nhân làm nàng một nữ nhân gia có khả năng hảo sao lý mai trong lòng tất cả đều là sợ hãi vô tình nhìn ra nàng bất an mở miệng khen nói ngươi tẩu tử trù nghệ hảo đâu phỏng chừng làm thời gian lâu rồi nói không chừng chính mình còn có thể làm lão bản đâu làm lão bản Lý Mai cảm giác chính mình cùng thiên thư một nửa, đầu óc choáng váng, nàng mẹ lại bắt đầu trêu ghẹo nàng. Nàng tuy nói sẽ nấu cơm, nhưng là nào có như vậy hảo a. À? Nói nữa nàng cũng không đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm xong, trong lòng có chút không tin chính mình bản lĩnh. Mẹ, các ngươi đừng lại khen ta, lại nói ta đều phải phiêu. Lý Mai đỏ mặt ngượng ngùng nói, tuyết hoa thẳng thắng bối, vẻ mặt khẳng định nhìn Lý Mai, tẩu tử, chúng ta nói đều là lời nói thật, lần trước ta cùng mẹ đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm căn bản liền không ngươi làm ăn ngon ngươi nếu là đi đối diện nấu cơm đại gia ăn ngươi làm cơm khẳng định đều không đi quốc doanh tiệm cơm ta thật sự có như vậy hảo sao lý mai vẻ mặt không thể tưởng tượng vô tình gật đầu nháy mắt cho lý mai khẳng định trên mặt nàng một bức quyết tuyệt mẹ ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ hảo hảo công tác đến lúc đó nhiều tránh điểm tiền hảo hảo hiếu kính ngươi vô tình bị nàng vẽ mặt chính xác bộ dáng hoảng sợ, cho rằng nàng muốn nói gì kinh thiên khóc mà nói đâu, ai biết là muốn kiếm tiền hiếu thuận nàng, nàng cười cười vẽ mặt bất đắc dĩ, lão đại tức phụ, ta cùng tuyết hoa đều tin tưởng ngươi, ngươi hảo hảo làm, cũng nhiều học tập một chút tiệm cơm kinh doanh sự, đến lúc đó ngươi cũng khai gia tiệm cơm. Lý Mai nháy mắt không có đế, đỏ mặt nói, tốt, mẹ. Ba người trò chuyện làm cơm, thời gian thực mau liền đi qua. Từ Xuân Sinh cùng Từ Kiến Quốc mang theo trong nhà thê nhi tới trong nhà, vô tình mới vừa làm tốt làm sau một đạo đồ ăn, nàng đem đồ ăn chia làm hai cái mâm thịnh, Lý Mai bưng mâm liền ra phòng bếp, công hồng vào sân hít vào một hơi, cười nói, này đại thật xa đã nghe đến mùi hương, vô tình ngươi này tay nghề nhưng không thể chê a, à, thật tốt quá. Vu Tuệ mẫn khó được treo gẹo nói, cũng không phải là sao. Ta còn chưa đi đến trong viện, liền cho ta thèm nuốt nước miếng tôn hồng sang sảng cười ta liền nói vô tình trù nghệ hảo đi tôn tố phân cùng từ lão thái đi theo cũng vào sân nghe xong tôn hồng nói hai người đều là một bức có chung vinh dự thần sắc tôn tẩu tử với tẩu tử ta nhị tẩu trù nghệ chính là hảo ta này có thể làm nàng đệ muội cũng là đời trước đã tu luyện phúc phận thường thường là có thể dính lên ta mẹ nó quan ăn thượng vài lần ta nhị tẩu làm cơm đâu từ lão thái nháy mắt cảm thấy chính mình trên mặt bị có quan ai lại nói nhà nàng lão nhị tức phụ không tốt nàng liền một cái tát đánh chết kia vương bác dê con nhà nàng lão nhị tức phụ không chỉ có hiếu thuận còn có năng lực trù nghệ nhất lưu còn sẽ đi săn đồ ăn bãi nổi lên từ lão đầu tiếp đón đại gia bắt đầu nhập tòa cùng lần trước giống nhau nam nhân một bàn nữ nhân một bàn lần này ăn cơm từ kiến quốc gia cùng từ lão đầu bọn họ thân cận không ít vô tình biết bọn họ thói quen cầm mấy bình rượu trắng cho từ lão đầu Tiếp nhận rượu trắng từ lão đầu trong lòng một trận sung sướng, ở nhà lão bà tử xem đến khẩn, cũng không bỏ được cho hắn tiêu tiền mua rượu, tới rồi lão nhị tức phụ gia, mỗi lần có rượu có thịt, cuộc sống này cũng thật thoải mái, duy nhất đáng tiếc chính là thừa duyên không còn nữa, cũng làm khó lão nhị tức phụ không có nam nhân, mấy ngày nay bị không ít bỉ khuất, đầu tiên là có người hãm hại nàng trộm người, tiếp theo chính là trương quế hoa nháo tới cửa, lại sau đó chính là trong nhà tiếng tặc, này còn không phải là nhìn lão nhị không có, lão nhị tức phụ không có dựa vào, những người này như vậy to gan lớn mật, từ kiến quốc nhìn ra từ lão đầu bi thương, bưng lên bình rượu tử liền cấp từ lão đầu đảo mãn rượu, thúc, ta kính ngươi một ly, thừa duyên tuy rằng không còn nữa, nhưng là vô tình khẳng định có thể đem nhật tử quá tốt. Ngài lão cũng đừng quá lo lắng, hiếu nhân sau này chính là ta con rể, chúng ta về sau chính là thân nhân, ngài cũng có thể đem ta đương nhi tử ta cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài, về sau có gì sự ngài liền nói, ta từ kiến quốc lập tức liền xuất hiện. Tôn Hồng cũng đứng lên, bưng lên ly nước cười nói, thúc, ta này lấy thủy đại rượu kính ngài một ly, kiến quốc nói rất đúng, ta cùng vô tình về sau chính là thông gia, ta khuê nữ gã qua đi cũng trông cậy vào các ngươi nhiều đảm đương chút, chúng ta về sau đều là thân nhân, có gì sự nói một tiếng, ta cùng kiến quốc khẳng định lập tức liền chạy đến hỗ trợ. Từ lão đầu cười cười, bưng lên một chén rượu một ngụm uống rượu, hảo hảo hảo, kiến quốc các ngươi đều là hảo hài tử. Đều ăn cơm, ở phóng sẽ liền lạnh. Từ lão đầu nói, trên bàn người đều cầm lấy chiếc đũa, vô tình lúc này đứng lên, bưng lên ly nước, nay cái nói cái tin tức tốt, minh cái lão đại tức phụ liền phải đi trong thị trấn đi làm, đi tiệm cơm làm đầu bếp. Trong viện vẻ mặt khiếp sợ, công hồng càng là hỏi, là tiệm cơm quốc doanh sao? Không phải, là hộ cá thể. Vu tình nói, Tôn Hồng gật đầu, hộ cá thể cũng không tồi, một tháng nhiều ít tiền lương A. À. Thực tập kỳ 20 đồng tiền, nếu là đầu bếp chuyển chính thức một tháng hơn 40. Ti, này cũng không ít, chúng ta nông gia người xuống đất một năm cũng là có thể tránh cái tiểu 100 đồng tiền, này muốn chuyển chính thức đều đỉnh được với quốc xí xưởng chính thức công tiền lương. Tôn Hồng hít hà một hơi, nàng nam nhân nói đối, chính sách ở thay đổi, về sau khả năng sẽ đại biến dạng, bất quá mặc kệ sao biến, khẳng định đều là tốt chuyển biến. Này về sau Lý Mai đi tiệm cơm đi làm, Hiếu Minh cùng Tuyết Hoa đi đọc sách, vạn nhất ra cái sinh viên, kia Vu Tình gia liền phải thời tiết thay đổi. Nàng trong lòng có loại dự cảm, Vu Tình gia khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, không vì cái gì khác, nàng liền cảm giác Vu Tình hiện tại cho người ta đều biến hóa rất lớn, làm người nhìn không thấu. Từ lão thái vẻ mặt hưng phấn, hướng tới Từ lão đầu hô, "Lão nhân cho ta cũng tới chút rượu, này rất tốt sự tình ta không uống chút rượu không thể được. Lão nhị tức phụ năng lực, trong nhà đại cháu dâu muốn đi trong thị trấn đi làm, Hiếu Minh cùng Tuyết Hoa đi đọc sách, nàng hiện tại cảm giác cuộc sống này quá đến có lực, Lý Mai thẹn thùng cười, đều là mẹ cho ta tìm công tác, ta muốn cảm ơn mẹ. Từ Hiếu Nghĩa cũng là vẻ mặt kích động, một hai phải cấp vô tình kính rượu cảm ơn nàng, từ Xuân Sinh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Trước kia vu tình gia nhật tử quá đến rối tinh rối mù, cố tình nàng tức phụ thích đi tìm vu tình chơi. Lúc ấy hắn bởi vì việc này không ngừng một lần cùng tức phụ cãi nhau, hiện giờ xem ra vu tình cũng là cái năng lực, đặc biệt là lần trước tức phụ trở về nói biện pháp, hắn cảm thấy có thể hành, mẹ, ta xuyên này thân quần áo thế nào? Lý Mai thay đổi một thân không có mụn vá quần áo, ra nhà ở nàng vẽ mặt kích động, ngày đầu tiên đi làm, cần phải trang điểm nhanh nhẹn điểm, miễn cho bị đồng sự xem thường. Vô Tình nhìn Lý Mai một thân màu lam nhạt quần áo, vừa lòng gật gật đầu, khá tốt, sạch sẽ lưu loát, còn rất đẹp. Bị bà bà khen, Lý Mai ngượng ngùng cười, tiếp theo liền nói, "Mẹ, ta thu thập hảo, chúng ta đi thôi." Vô Tình gật đầu, đẩy xe đạp ra sân, Lý Mai còn sẽ không lái xe tử, vừa vặn Vô Tình không có việc gì, cũng mang nàng nhận cái lộ, "Mẹ, ta tan tầm trở về phải hảo hảo học xe, đến lúc đó ta liền tự mình lái xe đi làm." lý mai vỗ vỗ ngực nói trong lòng tính toán nàng gì thời điểm cũng có thể tồn đủ tiền mua chiếc xe chờ đến hiếu minh cùng tuyết hoa đi làm hai người khẳng định cũng yêu cầu xe nàng ngượng ngùng cùng bọn họ tranh xe hai người đến thời điểm tiệm cơm mới vừa mở cửa nàng trước làm lý mai ở cửa chờ một lát chính mình tiên tiến tiệm cơm nhìn trong tiệm ba người vô tình dặn dò nói ta là lão bản chuyện này ta hy vọng các ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào bao gồm ta nhi tử cùng con dâu các ngươi ngày thường đối đãi ta coi như người xa lạ là được. Vương Phượng Lan lập tức đáp ứng, tốt lão bản. Nhậm tường quý tuổi đại, suy tư nhiều, cười nói, tốt, nếu là chúng ta đơn độc vài người, lén còn gọi ngươi lão bản hảo. Vô tình gật đầu, nàng hướng tới ngoài cửa Lý Mai vẫy vẫy tay, Lý Mai, ngươi vào đi. Đây là các ngươi sau bếp đầu bếp sư, nhậm tường quý, nàng sau ngươi đại, ngươi kêu hắn thúc là được, cái này là giúp đầu bếp sư trợ thủ gọi là hàng vạn trung cũng so ngươi đại ngươi kêu hắn hàng đại ca là được cái này là vương phượng lan phía trước người phục vụ cũng so ngươi đại điểm ngươi kêu nàng tỷ là được vô tình nhất nhất giới thiệu lý mai trong lòng tất cả đều nhớ kỹ nhìn mấy người cuối mình vái chào hô tường quý thúc hàng đại ca vương tỷ các ngươi hảo ta kêu lý mai này một cái không lưng đem mấy người hoảng sợ Vương Phượng Lan phản ứng nhanh nhất, vội vàng nâng dậy Lý Mai, vẻ mặt lấy lòng, Lý Mai, ngươi quá khách khí, về sau đều là đồng sự, cho nhau chiếu cố. Nói nàng vương tay hướng tới Lý Mai kỳ hảo, Lý Mai vội vàng cũng duỗi tay vẻ mặt chấn kinh nếu sủng, này tiệm cơm đồng sự cũng thật tốt quá đi, nàng còn tưởng rằng đại gia sẽ xem thường nàng là nông thôn xuất thân, vô tình nhìn đến mấy người ở chung hòa hợp, trong lòng yên tâm rất nhiều, nàng liền sợ Lý Mai nhát gan tại đây sợ hãi nàng để sát vào Lý Mai bên cạnh nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại bực này sẽ, ta đi kêu ngươi đồng sự đi ra ngoài nói điểm lời nói, làm cho bọn họ đối với ngươi nhiều chiếu cố điểm, bằng không ta sợ ta đi rồi các nàng khi dễ ngươi. Lý Mai chạy nhanh gật đầu, vẻ mặt cảm động, nàng bà bà thật tốt, vô tình làm nàng đi một bên ngồi, nàng tiếp đón ba người chạy nhanh đi phía sau, tới rồi văn phòng nội, nàng nháy mắt một thân nghiêm túc, nhìn mấy người, về sau chúng ta tiệm cơm quy củ sửa lại sửa. Nhậm Đại ca, ta phía trước ăn qua ngươi làm đồ ăn, ta cảm thấy ngươi làm món chính khá tốt ăn, chính là chuyện thường ngày thiếu chút nữa hỏa hậu, ngươi khả năng cảm thấy ta lại nói mạnh miệng, nhưng là ngươi nay cái có thể nếm thử con dâu của ta làm đồ ăn ngươi sẽ biết. Nhậm Tường Quý vừa mới bắt đầu xác thật trong lòng không thoải mái, nhưng nhìn đến vô Tình một bộ định liệu trước bộ dáng, hắn trong lòng có chút do dự, bãi chính tư thái cười nói, ta đây cần phải nếm thử lý mai làm cơm. Vô Tình thấy hắn không sinh khí, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này niên đại đầu bếp đều là rất có cá tính, nói trắng ra là chính là kiêu ngạo thực, đầu bếp là cái hảo kỹ thuật, cơ bản có thể làm mười mấy năm đều là lão đầu bếp, nhất nghe không được người khác nói chính mình kém, nàng còn tưởng rằng nhậm Tường Quý sẽ xử tính tình đâu, nghĩ đến là nàng lòng dạ hẹp hòi, nhậm Đại ca ngươi là đầu bếp, đến lúc đó nàng có làm không đúng địa phương, ngươi cũng cứ việc chỉ ra tới. Vô Tình mỉm cười nói: lý mai cũng chính là có nấu cơm thiên phú nhưng là nấu cơm việc này cũng đều là có phối phương nàng cũng liền sẽ một ít đơn giản chuyện thường ngày còn lại món chính thật đúng là sẽ không tây trần trấn trên đều là một ít tiểu gia nhà nghèo nhân gia tới này ăn cơm cũng liền ăn chút chuyện thường ngày trùng hợp này đó là nhậm tường quý không am hiểu làm liền so đối diện kém cỏi một ít nhưng là lần trước thịt cá nhậm sư phó làm liền rất hảo nhưng là này đó thịt đồ ăn gì khan hiếm căn bản là không có hắn đại triển thân thủ cơ hội này tiệm cơm liền phải không được chờ đến năm sau phân mà quốc gia cổ vũ phát triển kinh tế đại gia nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt ki thức ăn thượng liền bắt đầu nghiêm khắc mọi người đều theo đuổi mỹ vị đến lúc đó nhậm tường quý khẳng định có thể hỗn không tồi đến nỗi hắn vì sao không đi quốc doanh tiệm cơm vô tình không biết nhưng là hắn lưu tại nàng tiệm cơm nội còn có thể giáo một giáo lý mai vô tình liền cảm thấy giá trị quan có thiên phú không thể được phải hiểu được như thế nào làm mới được sẽ không phối phương nấu cơm trình tự đó chính là ổn phí nhậm tường quý khiêm tốn đáp ứng rồi hắn có thể giữ được công tác này trong lòng đã thấy đủ đến nỗi bị người khác cười nhạo gì đó hắn căn bản không để bụng chúng ta buổi sáng trước bán bánh bao phượng lan ngươi dám đi ra ngoài đứng ở cửa thét to sao thét to gì vương phượng lan vẻ mặt tò mò vô tình đem tưởng tốt lời kịch nói nói các nàng tiệm cơm phía trước vẫn luôn sinh ý không tốt, một là đồ ăn phẩm quá ít, nhị có đối diện tiệm cơm quốc doanh, nhân gia liền cảm thấy hộ cá thể không gì thứ tốt, không ít người liền không tới. Vương Phượng Lan nghe xong vô tình lời nói lập tức đáp ứng rồi, nàng có thể làm tới này đi làm, chính là bởi vì gia mặt tử hậu, trước lão bản mới làm nàng tới, bằng không liền nàng tiểu học còn không có tốt nghiệp học sinh, nơi nào có thể tìm được cái này công tác, khoảng cách 8 giờ còn có 1 giờ vô tình đem nhiệm vụ phân phó đi xuống khiến cho đại gia hỏa bắt đầu chuẩn bị ngày đầu tiên thời gian gấp gáp vô tình đi theo cũng đi sau bếp hỗ trợ lý mai cho rằng nàng bà bà không yên tâm cho nên tới chiếu cố chính mình trong lòng càng là cảm động muốn khóc nhậm tường quý phụ trách nấu cháo cùng súc cây hà nam vô tình cùng lý mai phụ trách đánh tráo tử nhân các nàng chuẩn bị ba loại một loại nấm hương nhân một loại rau hẹ nhân không có thịt heo vô tình bao olean thịt gà nhân Hiện giờ bên này không có Ole -lê An Liêu, này vẫn là nàng từ thương thành mua sáng nay lấy tới. Ole -lê An Liêu một lấy ra tới, nhậm tường quý chấp mũi đã nghe tới rồi khí vị, muốn hỏi là cái gì, nghĩ đến vô tình phân phó. Hắn tính toán chờ Lý Mai không còn nữa hỏi lại, bánh bao nhân quấy hảo, phòng bếp nội liền tất cả đều là mùi hương, tiếp theo chính là bao bao tử chưng bánh bao. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ 8 giờ thời điểm bánh bao toàn bộ chưng hảo, ngày đầu tiên vô tình bởi vì sờ không chuẩn sinh ý tốt xấu, không làm nhiều làm, một loại nhân làm 100, bánh bao chính lúc sau nàng một người cấp cầm ba cái bánh bao, mỗi cá nhân một loại, Vương Phượng Lan chỉ lo ăn, nhìn đến bánh bao ánh mắt sáng lên, cũng không chê năng trực tiếp cầm mồm to ăn lên, nhậm tường quý nhìn bánh bao cũng không gì không giống người thường, cầm lấy một cái nấm hương trắng thượng một ngụm, một cổ tiên hương vị lan tràn ở trong miệng, rõ ràng là giống nhau nguyên liệu nấu ăn, nhưng này hai người làm được lại nhiều một phần khó có thể hình dung đến hương vị. Nhậm đại ca, thế nào? Vu Tình hỏi ăn ngon, so với ta làm ăn ngon a? À. Nhậm Tường Quý có chút phiền muộn, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. À. Bất quá hắn có một chút không phục chính là hắn làm đầu bếp mười mấy năm, thế nhưng còn không có cái một cái không đến hai mươi tuổi nha đầu làm tốt lắm. Chẳng lẽ đây là thiên phú? Ai? Nhậm Tường Quý có chút khó chịu. Hàng vạn trung ăn vô Tình cùng Lý Mai bao bánh bao, tức khắc vẻ mặt cười nịnh tướng nhìn hai người chụp nổi lên mông ngựa, thím, ngươi cùng Lý Mai làm này bánh bao tuyệt. Vô tình cười cười làm cho bọn họ đem bánh bao dọn ra đi bắt đầu bán, hàng vạn trung ăn vô tình cùng Lý Mai bao bánh bao, tức khắc vẻ mặt cười nịnh tướng, nhìn hai người chụp nổi lên mông ngựa, thím, ngươi cùng Lý Mai làm này bánh bao tuyệt. Vô tình cười cười làm cho bọn họ đem bánh bao dọn ra đi bắt đầu bán, hàng vạn trung muốn biểu hiện, tích cực ôm bánh bao lồng sắt ra tiệm cơm. Nhậm tường quý đi dọn cái bàn phóng lồng sắt. Vương Phượng Lan nhìn trên đường phố lui tới người, kéo ra giọng nói hô lên: bán bánh bao, mới mẻ bánh bao, ăn ngon thực, không thể ăn không cần tiền. Đại gia mau đến xem xem a. À, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Hôm nay làm hoạt động, mua hai cái bánh bao đưa một chén gạo kê cháo. Đưa một chén gạo kê cháo hấp dẫn không ít người. Này có tiện nghi không chiếm Vương bác đảng a? Vốn dĩ tính toán đi tiệm cơm quốc doanh người dừng bước chân hướng tới vô tình mấy người bên này đi tới, nhìn Vương Phượng Lan Nam tử vẻ mặt tò mò, thật sự đưa cháo. Đưa, nói liền đưa. Vương Phượng Lan vẻ mặt nhiệt tình, Nam tử bị này thái độ phủng đến trong lòng Mỹ tư tư, tiệm cơm quốc danh người phục vụ, kỹ vào chính mình là quốc sĩ, thân phận bãi lão cao, đối với bọn họ những người này ăn cơm, đó chính là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, dù sao liền xem thường, kia hành, bánh bao sao bán, cho ta tới mấy cái đại ca vẽ mặt hào khí, nhìn ra được tới tâm tình không tồi. Bánh bao chay tử một mau năm, bánh bao thịt hai mau, nhà ta bánh bao thịt là tân ra kia gì, áo áo. Vương Phượng Lan quên mất tên, sốt ruột trái lo phải nghĩ, o lê ăn thịt gà nhân bánh bao, tiểu huynh đệ ngươi có thể nếm thử, ăn ngon thực, chúng ta tây trần trấn trên liền không có đệ nhị gia có này bánh bao, không phải ta thổi ngay cả huyện thành nội thành cũng không, đây là nhà của chúng ta độc nhất vô nhị phối phương vô tình giải thích nói, độc nhất vô nhị phối phương, lời này hấp dẫn không ít người, đại tỷ, này bánh bao thật sự ăn ngon sao? Ta đây muốn ba cái áo ngươi cái gì bánh bao? O lê ăn thịt gà bao, chí minh, này ngươi đều không nhớ được, bổn đã chết. Một cái thoạt nhìn 15 tuổi nam hoa tử nhìn bên cạnh bằng hữu cười nhạo nói, bị kêu tên nam hoa tử sắc mặt tối sầm, hướng tới cười nhạo hắn đồng bọn trên lưng một gõ, liền ngươi năng lực ta cũng cùng hắn giống nhau, đại nương ngươi cho ta đưa đến trong phòng đi. Được rồi. Vô tình thu tiền, khiến cho Lý Mai đi cho nhân gia đưa bánh bao, nhậm tường quý phụ trách ở phòng trong cho nhân gia thịnh cơm. Ân, này bánh bao thật không sai, ta ở muốn ba cái đóng gói trở về cho ta mẹ nếm thử. Vừa mới nam hoa tử chạy ra vẻ mặt hưng phấn, này bánh bao còn đừng nói ăn ngon thật, có chút cay, nhưng thật ngon miệng, Cắn thượng một mụn đầy miệng thịt hương vị trộn lẫn cay vị, làm người đã ghiền thực. Đại tỷ, ta muốn cái nấm hương nhân, cũng tới cái thịt gà nhân. Lúc này tới một đống người, một đám hô, ta muốn nấm hương cùng rau hẹ. Ta cũng muốn cái rau hẹ cùng thịt gà. Vương Phượng La nhìn cửa càng ngày càng nhiều người. Trong lòng nhạc nở hoa, này sinh ý càng tốt. Lão bản mới có thể kiếm tiền, lão bản kiếm tiền, nàng công tác này liền sẽ không không có hàng vạn trung nhìn đến này đó khách nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ tới này phụ nhân có điểm bản lĩnh nguyên bản tử khí trầm trầm tiệm cơm tới rồi nàng trong tay thế nhưng sinh ý tốt như vậy hắn cũng không thất thần tiếp đón khách nhân vào nhà ăn cơm đại gia trong phòng ngồi phàm là mãn hai cái bánh bao đưa gạo kê cháo người này đều thích xem náo nhiệt vô tình gia tiệm cơm bài một đống người tức khắc hấp dẫn càng nhiều người chú ý sôi nổi đều tới xem náo nhiệt lại nghe được hai cái bánh bao đưa cháo trực tiếp liền tính toán lưu lại ăn cơm trong khoảng thời gian ngắn tiệm cơm cửa tất cả đều là người đối diện quốc doanh tiệm cơm liền có vẻ quạng cu ẻ không ít lưu lão quá đứng ở trong phòng khách tổng cảm giác nay cái có chút không thích hợp theo lý thuyết cái này điểm hẳn là có không ít người tới ăn cơm nhưng nay cái như thế nào liền tới rồi tam bàn khách nhân tiệm cơm nội một cái khác đại tỷ cũng có chút tò mò đi tới cửa nàng kinh ngạc nhìn đối diện công tỷ ngươi chạy nhanh lại đây xem a à, đối diện sao hồi sự không phải nói không làm sao liền nhiều người như vậy gì đối diện rất nhiều người tôn đại nương luống cuốn lập tức chạy đi ra ngoài nhìn đến đối diện bài một hàng dài người nàng sắc mặt nháy mắt tối sầm xuống dưới nhìn mắt hứa muội tử nói hứa muội tử ngươi tại đây nhìn ta đi tìm lãnh đạo đi tôn đại nương nói xong vội vàng đi hậu viện văn phòng nội tôn bân đang ở ăn cơm sáng Nhìn đến Tôn đại nương tiến vào mày nhăn lại, "Đại nương, ngươi sao tới?" "Bên ngoài không vội sao?" "Vội gì vội a, à, đã xảy ra chuyện, đối diện tiệm cơm không biết sao hồi sự, đem chúng ta sinh ý toàn đoạt đi rồi." Tôn đại nương vẻ mặt phẫn nộ, Tôn Bân có chút không tin, đối diện kia sinh ý hắn là biết đến, lập tức liền phải xong đời, sao khả năng sinh ý hảo? Hắn hoài nghi đi bên ngoài, nhìn đối diện người hắn đôi mắt tử trừng lớn, "Này sao hồi sự?" hứa tỷ ngươi đi hỏi thăm một chút. Bị kêu phụ nhân nghe xong lãnh đạo nói, tung ta tung tăng chạy tới đối diện, nhìn xếp hàng người nàng tò mò hỏi thăm nói, đại tỷ, này sao hồi sự a? À? Như thế nào đều tới bên này ăn cơm? Khi đại tỷ xem nàng không biết chỉ chỉ tiệm cơm cười nói, ngươi không biết. Nhà này tiệm cơm làm hoạt động đâu, mua hai cái bánh bao đưa một chén cháo, này chuyện tốt nhưng không thường có, mụi tử ngươi cũng tới ăn cơm sao? Hứa Muội Tử hừ một tiếng, nhìn đối diện tiệm cơm vẻ mặt ghét bỏ, nàng còn tưởng rằng đối diện tới gì đến không được đầu bếp đâu, cảm tình làm cái hoạt động mà thôi, này cũng chính là cuối cùng giải dụ một chút, nhân gia ăn nhà hắn cơm, khẳng định liền sẽ biết cùng nhà mình chênh lệch, đến lúc đó còn không được ngoan ngoãn đi các nàng gia ăn cơm. Nàng lắc lắc đầu, ta không đi, nhà này tiệm cơm không kia gia ăn ngon, cũng liền một chén cháo ta không hiếm lạ. Nói xong nàng vên váo tự đắc nâng đầu liền đi rồi khi đại tỷ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng đi rồi hướng tới nàng bóng dáng phun ra nước bọt cái gì ngoạn ý thần khí cái gì đâu hảo không hiếm lạ một chén cháo nàng thật đúng là rộng rãi a à, xem thường ai đâu đại tỷ ngươi đừng phản ứng nàng kia nữ đối diện tiệm cơm phỏng chừng chúng ta không đi nàng kia ăn cơm sinh khí một cái hảo tâm đại tỷ nói trách không được đâu ta liền nói nàng kia tính tình cùng đối diện giống nhau như đúc ta nếm nếm nhà này tiệm cơm đồ ăn như thế nào nếu là ăn ngon ta không bao giờ đi đối diện ta cũng là đối diện người phục vụ thái độ quá kém ăn một lần cơm có thể đem ta tức chết ta nghe nói nhà này mới tới cái xào nhiệt đồ ăn trù nghệ thực hảo đâu thiệt hay giả a à? có đối diện hảo có sao đối diện còn ăn ngon các ngươi giữa trưa có thể tới ăn đốn xem một bên mấy cái nam tử nghe được lời này cũng là vẻ mặt tò mò đại tỷ thật sự ăn rất ngon ăn ngon đâu, không chỉ có ăn ngon phục vụ thái độ còn hảo, không nghĩ đối diện, một đám chó cậy thế chủ ngoạn ý, ta nghe nói đổi lão bản, nay cái phải làm một ngày hoạt động, giữa trưa đưa màn thầu đâu, ngươi không tin có thể hỏi một chút. Đại tỷ nói hướng tới Vương Phượng Lan hỏi, cô nương, các ngươi giữa trưa có phải hay không còn làm hoạt động, đưa màn thầu. Vương Phượng Lan nhận được nhà mình đại bá nương ánh mắt vội vàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta giữa trưa đưa màn thầu, tới sớm đưa chậm không có liền không tiễn. Phía sau xếp hàng người vừa nghe còn có này chuyện tốt, tức khắc ồn ào giữa trưa còn muốn tới ăn cơm. Vương Phượng Lan nghe xong trên mặt tươi cười liền không ngừng, nhìn so vô tình còn muốn cao hứng, làm bánh bao thiếu, thực mau liền bán xong rồi, không mua hỏi ra tới người, bánh bao như thế nào còn ăn không? Ăn ngon đâu, ai, đáng tiếc mua thiếu, không có. Người nói chuyện liếm liếm khóe miệng tàn lưu mùi hương nói.